xin chào mừng tất cả quý vị các bạn đang đến với chương trình Hội Quán Tiếu Lâm. Đây là một chương trình hài thực tế, chắc chắn rằng sẽ mang đến cho tất cả quý vị khán giả nhiều câu chuyện vui, nhiều tình huống hấp dẫn, thú vị, bất ngờ thông qua những thực khách cũng là những vị khách mời của chúng ta. Vậy thì hôm nay sẽ là câu chuyện gì? Hôm nay sẽ là những vị nghệ sĩ khách mời nào đây? Chúng ta hãy cùng theo dõi nha. Còn bây giờ thì cảm ơn nhóm múa Phương Việt, các bạn là những thành viên của Hội Quán Tiếu Lâm. Bây giờ như vậy, ai về chỗ đấy? Nhiệm vụ người nào lo làm việc người đó nha. Ai đi lặt rau chẻ củi, nấu cơm nấu nước gì đi nào. Một lát nữa khách khứa của chúng ta sẽ đến ngay lập tức. Và trong quán ăn này mở cửa suốt từ sáng cho đến tận tối, mà chúng tôi hay gọi vui là cái quán này là một cái quán sang chảnh, bởi vì mỗi một buổi thì cái quán này chỉ tiếp đón một thực khách mà thôi. Mỗi thực khách khi đến với quán ăn sẽ phải ứng biến với gia đình ông bà chủ quán những tình huống có khi là dở khóc dở cười. Và nếu như thực khách của chúng ta lâm vào những cái hoàn cảnh bí kẹt không biết giải quyết như thế nào, thì trong phim trường của chúng tôi đây có 20 vị khán giả. Nếu như từ 15 vị khán giả trở lên mà bấm nút màu đỏ, thì khi đó vị thực khách bí ẩn của chúng tôi sẽ xuất hiện và sẽ ra tay giải cứu cho vị thực khách của chúng tôi. Còn bây giờ, chúng ta cùng chờ đón vị thực khách đầu tiên xem người ấy là ai, họ sẽ ứng phó như thế nào với gia đình ông bà chủ quán của Hội Quán Tiếu Lâm. Một tràng vỗ tay thật to để chào đón vị thực khách đầu tiên. Nghe cái tên là Hội Quán Tiếu Lâm thì chắc chắn là cái quán này sẽ rất là nhiều chuyện vui rồi, được mời tới ăn. Nhưng mà Hiệp cũng nghi quá, đâu có đơn giản mà được mời đến ăn một cách dễ dàng như vậy. Chắc là tới đây cũng có nhiều thử thách phải vượt qua mới được ăn đây. Hoài Hiệp phải không? Đúng rồi. Trời ơi, mới nhìn tưởng là hot boy Hàn Quốc nào đến đây không đó. Cảm ơn đại nghĩa nha. Biết đến đâu không? Vô Hội Quán Tiếu Lâm. Ủa, cái mục tiêu chỉ đơn giản vậy thôi đó hả? À, không thì uống. Cái mục đích bạn đến trái đất này chỉ là ăn và uống. Mục đích đến trái đất nó khác. Còn mục đích đến cái Hội Quán Tiếu Lâm này nó khác. Vậy thì nói cho mọi người nghe xem, hôm nay bạn muốn ăn gì? Dễ ăn lắm, cho gì ăn đó. Nói chung là ăn tạp đó phải không? Đâu có, cho cái món gì ăn đó, thì không đó, được ăn tạp. Thì Hoài Hiệp mới nói mà ăn cái gì cũng được, dễ ăn lắm. Thì coi như là cái mình nói bình dân thì mình nói ăn tạp, hiểu không? Còn nhớ mình nói văn qua chút xíu là Hoài Hiệp ăn hỗn hợp. Không, mà nói nghe nè, trong quán này làm đồ ăn ngon không? Lần đầu tiên mà đi ăn mà trong người cảm thấy rất là hồi hộp. Không, bình tĩnh đi, chúc bạn có một buổi sáng ngon miệng. Mời bạn đến với Hội Quán Tiếu Lâm để thưởng thức những món đặc sản của nơi đây nha. Xin mời. Hôm nay muốn ăn gì? Chết bùng. Xin anh nói ra đi, Hội Quán Tiếu Lâm sẽ lo, nhưng nhớ trả tiền rồi mới được đi. Nghe đại nghĩa nói là vô đây được ăn sáng thì ăn sáng cho gì ăn đó. Đây nè, mà đây mình có thực đơn gì đặc biệt là hủ tiếu mì nhưng mà sáng này vợ tôi có công chuyện đột xuất đi gấp quá, bà chưa có nêm. Tại vì tôi thì nấu bếp nhưng mà nêm là bả. Bây giờ sẵn có anh tới đây á, nhờ anh nêm giùm một cái nha. Ủa là sao? Ủa tới ăn sáng mà sao tôi nêm đồ ăn là sao? Trời ơi, khách đầu tiên là phải đặc biệt như vậy nha. Là làm hết hồn hết vía. Không có hết thấy, hồn. Thấy bàn để ớt, tưởng đi cho ăn sáng ông ớt. Ủa không ăn me hay ăn xả chứ? Không có đâu, bàn mấy cái thứ này là để nêm. À, quán của tôi á, nổi nước lèo á, nổi tiếng á, là hủ tiếu mì tôi là ngon từ thịt và ngọt từ xương. Ngọt từ xương. Đặc biệt tôi nêm là dòm có gia vị, có me nè, có ớt nè, có sả nè. Đó, làm sao mà nêm vô cho nó có ngọt mới là hay. Ủa, ngon từ thịt, ngọt từ xương, xương đâu? Xương không cần xương. Tôi chỉ cần đặc biệt là cái màu á là phải trong, nước lèo là phải trong nó ngon đúng không? Mà quán tôi đặc biệt muốn ngon ngọt mà trong á là tôi dùng cà phê. Đổ vô. Bây giờ làm sao mà anh có thể giúp tôi pha vô mà không thấy cái mùi trong, màu trong á là mới là đúng cái mùi đặc biệt của quán tôi nè. Nhưng mà pha cà phê vô đây thì sao mà trong được? Cứ bỏ vô đi, nó nhờ là cứ làm đi mà. Đó, thấy chưa? Nó đen thui hả? Bỏ gia vị vô, nó khác liền. Bỏ gì? Bỏ xạ, bỏ ớt, bỏ me vô. Cái món gì cục vậy? Bỏ vô đi, không phải món cái gì, cái này là nêm giùm mà. Bỏ xả vô hả? Ừ, bỏ vô. Đó, bỏ hết vô lẹ lẹ đi. Bỏ luôn hả? Ừ. Cay lắm á. Không có cay, bỏ vô đi mà. Bỏ miếng vô được không? Bỏ miếng thôi.
Tôi kêu bỏ miếng ăn, kêu bỏ nguyên dĩa chết tôi rồi, hao quá. Được chưa? Ít quá, xíu đi. Như đây được chưa? Rồi. Đó, rồi. Me nữa. Ủa này làm nước mắm hay là làm... Nước lèo, đừng có cãi. Nước mà. Lèo sao giống nước mắm vậy trời? Cứ làm đi, đừng có cãi. Bỏ hết không? Chút xíu thôi. Rồi đó. Có mùi thôi, hiểu không? Rồi. Rồi. Giờ nếm giùm đi. Nếm giùm đi mà. Khổ quá. Thì ông nếm đi. Tôi nếm được, tôi đã nếm rồi. Tại sao không nếm được? Quán này là chỉ có vợ tôi nếm, tôi không có nếm được. Nếm mà nè. Bà mà về bà, bà thấy nước đùng đùng cho bà đụng tôi chết. Vậy thôi ông đợi vợ ông về nếm đi. Nếm giùm đi mà, nếm giùm miếng đi. Trời ơi, đau bụng sao? Không có đau bụng, ngon nè. Coi nó có gì ngọt không? Không rồi đó. Tự nhiên không có cà phê. Bỏ xả bỏ ớt rồi bỏ me chứ tôi nếm gì ông nội. Thôi anh làm được rồi, thôi để lát tôi chờ bà về. Nè. Hả? Bây giờ tôi nói anh nghe. Tôi bán món mặn mà thiệt ra là tôi ăn chay. Tại vì ăn chay đó là nó tốt cho cơ thể. À. Nó thanh lọc tâm hồn mà nó thanh lọc luôn cơ thể của mình. Thành ra là ăn chay đi nha. Ăn chay cũng được. Phục vụ. Ra đây con. Hôm nay muốn ăn gì? Hôm nay muốn ăn gì? Hôm nay muốn ăn gì? Ý cái mặt ông chủ kỳ kỳ. Dạ, chủ với con hả? Đây có khách. À có khách, trời quá có khách là mừng quá. Hồi sáng giờ không có khách gì hết. Giờ có khách mừng ghê. Im rồi mày. Vì khách này muốn ăn chay. Muốn ăn chay hả? Lại mời người ta ăn chay. Anh muốn ăn chay hả? Ừ. Chủ, ăn đây luôn hả? Ăn liền, ăn tại chỗ. Dạ, hân hạnh phục vụ quý khách. Dạ, món là món đặc biệt. Ăn chay. Cái gì vậy thì không? Ăn chay, ông chủ kêu ăn chay. Dạ. Tao quên. Dạ sao? Như ông muốn ăn ba món là ăn ba món rồi hả? Ừ. Anh yên tâm đi, quán này phục vụ tới nơi luôn, còn chai nước ngọt, chai bia đồ nhỏ nè, tới luôn chứ hả ông chủ? Ăn chai trường á. Ăn chai trường luôn hả? Chết anh với tôi rồi. Cái gì vậy trời nội? Thôi nói chơi giỡn chơi thôi. Anh là người may mắn lắm á, thực khách mà vô ngay cái đợt khuyến mãi ngay rằm tháng 7 của tôi nè. Có ngày gì cũng phải là anh ăn chai xong là có khuyến mãi cho anh ăn dầm nữa. Ủa có ăn dầm nữa hả? Có, mà món này tôi không phục vụ, ông chủ phục vụ. Dạ. Vậy giờ dọn món chay trước đi rồi ăn dặm ăn sao? Anh ăn chay nữa hả? Ờ cho ăn chay đi. Dặm ăn dặm đó. Dạ món này thì quý khách vui lòng nằm xuống để tụi em phục vụ. Bữa nay mùng mấy? Dạ rằm đãi 15 món luôn. Vô luôn rồi đãi 15 món thì dọn 15 món ra đi ông nội. Đây nè món nằm xuống chứ. Có ủa ăn giống như kiểu mà Nhật Bản rồi nằm giống nằm phải lai sao mà bỏ sushi lên hả? Nhật bổ mà thằng ngồi có này là nằm. Tôi đốt cho ăn. Ăn dặm. Ăn dặm. Ừ, ăn nằm xuống. Nhưng mà ăn chay trước đi mới ăn dặm. Dễ lắm mà, nằm xuống giống vậy nè. Đó, rồi. Ăn dặm. Ê. Gì? Ê. Hi hi nè. Hi sao? Hi hi đúng không? Ừ. Hi hi không nhận ra tao hả? Ai? Tao Đạt nè, Đạt điên. Ôi Đạt điên hả? Nãy tao thấy mày cầm cái chai của tao là thấy mày điên rồi. Không nhận ra tao hả? Ông chủ. Cái này bạn thân nó khó con ở dưới quê. Bạn hả? Dạ. À. Hồi đó hai đứa té giếng chung hoài hả? Ê. Vậy đứa quê đứa tội. Giấu vô đi. Biết sao không? Bây giờ hả biết thông tin ở nhà ba má nó gia đình nghèo khổ quá. Bây giờ không có vốn biết gì. Bây giờ xin đây cho phục vụ làm mồi bạn chủ. À vậy à. Rồi tốt. Vậy thử nghiệm. Làm liền. Ừ. Làm liền thử việc hẳn này là phụ ông chủ cho làm luôn. Tôi nhận cho. Ờ à, đây. Quá tôi đang dễ lắm. Cầm bòi bàn mà nè cầm đi. Cái này một ông chủ ở đây á là ông chủ tôi bắt á là muốn đem hủ tiếu nè là phải là lấy bằng cái đầu đó, phải để bằng cái đầu đi phục vụ trên cái đầu vậy đó. Ê bể sao ông nội đó tự ra mà rớt là coi như là nghỉ việc đó. Rồi đứng lên bàn mà không được đụng vô cái tay nha, rớt xuống là nghỉ việc. Trời ơi hay quá. Ông chủ ơi. Ủa cái ca này hơi khó à nha. Rồi. Nhảy luôn đi. Ủa nhảy. Được luôn hả? Hay quá vậy ta. Nè. Này nhổ đi à. Hay quá vậy ta. Đi vừa múa luôn. Hay quá vậy. Nhưng mà để xuống cái bàn mà không lấy tay nha. Để bằng cái đầu luôn. Trời ơi sao khó vậy trời. Nhảy đi. Nhảy
vô đây ăn sáng mà trời. Hay quá vậy, hay quá Hiệp Thí ơi. Vậy cồng kiêng luôn đi. Hay quá vậy. Hay, hay quá, hay quá, tốt quá. Hay quá ông chủ đuổi việc rồi. Không làm. Người ta mới mà, đừng có làm gì khó lắm. Khó lắm hả ông chủ? Bây giờ cho rửa chén thôi. Rửa chén rồi hả? Ừ. Rửa chén thì lấy chén cho rửa. Cái này từ từ tập sao? Rửa chén dễ. Tập rồi rửa chén đi. Ừ. Chén. Đây nè, đây nói cái điều lệ rửa chén ở đây làm sao? Nói cho bạn của mày nghe đi. Thì đó, rửa đó thì bây giờ là bưng bằng cái đầu. Nhưng mà rửa chén đó là rửa bằng cái đầu mà không được. Đó là bậy, sai sách. Sai. Ở quán ông chủ tôi bắt rửa chén là phải rửa bằng cái lưỡi. Thì rửa chén bằng cái lưỡi hả? Nói cho người ta nghe đi. Tại vì ông chủ biết sao, em mới vừa tới á. Cho nên em cũng không có rành lắm. Hay là ông chủ thị phạm đi. Được, dĩ nhiên là phải thị phạm cho cậu coi rồi. Làm cho nó coi đi. Ủa cái gì kỳ vậy? Mình làm quá rồi thì mình làm nó lẹ hơn. Trời ơi khổ lắm, là bây giờ là muốn rửa bằng cái lưỡi là lấy xà bông á, bóp vô trong cái miệng ngậm một ngọng xà bông, rồi lấy cái mà rửa chén á, rồi ngậm vô rồi nhai nuốt hết luôn, rồi xong để chồng tô này ói ra rồi giữa. Chủ nãy giờ vô giỡn hoài làm bạn thôi sợ à. Kêu làm thử đi ông chủ. Làm bạn sợ. Giỡn thôi. Rửa bình thường thôi nghe. Ý hôm nay muốn ăn gì? Dẹp đi mày. Con gái tao mà lại khách cho bộ muốn ăn gì? Ba. Gì con? Gì? Con có khách đẹp trai quá à. Sao? Cái gì vậy? Quy. Con diễn viên Hàn Quốc quá à. Quy, cô chủ. Con ăn gì vậy? Hay là ăn luôn nghe. Ê nãy vô chưa được ăn gì hết trơn á, nào là ăn chay ăn dặm, giờ kêu ăn em luôn hả? Được á, giờ ăn đi. Bỏ đi chỗ, tôi muốn đẹp trai mà sao cô chủ không khen tôi vậy? Tôi cũng đeo mắt kiến rồi cũng anh đó hả? Đẹp trai 2, trai 8. Cái gì vậy? Anh đẹp trai có 2 thôi nhưng mà mặt anh trai lì tới 8 lận. Là mặt trai á hả? Thôi vậy đỡ hơn người ở đây, mặt trai đỡ hơn mặt mập với mặt nồng. Nói ai vậy? Không nói vậy thôi à. Muốn nói đây là khách tới đây làm. Khách, nhưng mà ba sẽ nhận làm đây luôn. Trời ơi, quá hay. Hôm nay con mới thi rớt, con mới thi diễn viên rớt. Rớt là mặt vui ớn thật. Không phải, tại vì gặp anh chàng đẹp trai và con đã nghĩ ra một ý định. Con nghĩ là con có thể nhờ anh làm diễn viên. Anh đóng phim với ba vậy? Đúng chứ rồi. Ê cho tôi đóng đi. Mà anh mà đóng cái gì? Đóng huynh. Không có mặt kỳ lắm. Mà đóng gì vậy? Lúc nào cũng ở bên cạnh em nè. Khó khăn, cực khổ hay cái gì cũng phải chia sẻ với em nè. Sở trường, cho tôi đóng đi, dạy gì? Con người. Đóng đi ông nội, đóng ngay con ngựa kìa ông nội ơi. Bậy rồi. Cái gì? Em ra em khen đẹp trai lúc của em bắt anh đóng con ngựa là sao? Em là công chúa mà. Đúng công rồi. Chúa thì phải cưỡi ngựa, mà con ngựa thì lúc nào cũng ở bên cạnh em, khó khăn cực khổ gì cũng phải bên cạnh em chứ. Thôi đứng dậy con ngựa đi. Thôi gì cho con ngựa luôn. Đó. Rồi, cưỡi đi. Rồi cưỡi. Ây da. Cưỡi hả? Công chúa cưỡi nghe, cưỡi trên con ngựa nghe, hai người không có cưỡi nghe. Thôi được rồi. Ôi mày đóng hay quá nè. Trước khi công chúa lên thì để hoàng thượng lên thử trước. Bảo đảm con ngựa này nó khỏe mới được chứ. Đúng rồi, con ngựa khỏe thì mới được. À không, công chúa đâu có ngồi vậy. Diễn đây. Trời ơi. Cái gì mà nặng quá vậy trời. Đúng rồi, hãy chở tôi đi khắp hoàng cung rồi. Chết cứu rồi đó. Ôi chắc nghĩ sao xấu quá. Thôi đấu huynh nè, phim cổ tích không có vui đâu. Đúng rồi, lãng mạn. Đúng rồi. Phim Hàn Quốc rồi đó. Không, có cần hoa đâu, trời anh đẹp trai quá, anh không có cần làm gì, anh phải diễn xuất chung với em. Trời, phim Hàn Quốc. Diễn gì con? Em á là em rất thích cái bộ phim nào mà nó kết thúc là nó phải có một cái cảnh rất là đinh đó, anh hiểu không? Bị ung thư đó, bị ung thư. Anh bị ung thư chết hả? Không, em bị ung thư chết. Đúng rồi. Hấp hối rồi anh. Sao mà đâu chết người ta, để cho người ta nhớ là em sắp chết rồi nha. Anh làm sao mà để cho lấy được nước mắt người ta?
ta. Đó. Không tiếc vô. Đính là con, đính là con. Phải có máu, phải có máu. Tư được rồi, phải có máu. Mình giả bộ thôi. Ví dụ sao mà giả bộ được con, phim là phải giống. Tập thôi mà làm thiệt luôn hả? Rồi, chuẩn bị. Rồi sao? Action. Dĩ. Em ơi, em ung thư sắp chết rồi hả? Cảm động quá. Em ơi, em không máu luôn rồi. Trời ơi. Dạ. Em muốn hủy rồi sao ta? Thầy nha, cái làm gì hết đó? Cái này là phun vô mặt tôi nha. Tôi không có thấy phun, tôi đẩy đẹp hả? Ê, vậy mà má, mà má làm gì vậy con? Mà má, ông giữ quán làm sao mà để cho người ta vô, người ta dế con gái của mình vậy? Mình tỉnh đi, con này nó đàng hoàng, con không có làm gì hết, mà chỉ có ôm con gái mình thôi. Trời ơi, đói, còn đói nữa. Không phải, bà chủ bình tĩnh đi, mình cũng bình tĩnh đi. Không có gì đâu, mày bị biến thái thôi à. Trời ơi, còn biến thái. Trời ơi, còn vô gặp diễn nhân không vậy trời? Trời ơi, đi vô quán người ta không ăn uống cái gì hết mà giờ còn kêu người ta là dĩ nhân nữa hả? Bình tĩnh, cái gì cũng phải bình tĩnh ha, bình tĩnh. Đây nè, kêu đang tập đóng phim, đóng kịch gì đó. Cái tự nhiên không chưa kịp đóng, chưa thể hiện ra nước mắt, cái phun cái gì nè. Trời ơi, là máu. Máu hả? Em đừng tin anh là chồng em mà. Nãy giờ nó nếm nước lèo mà cái nước nó vẫn đục, em phải đục nó cho anh đi. Trời ơi. Bà chủ. Bình tĩnh, cái gì phải bình tĩnh. Đây nè, hồi nãy á, tôi tới đây nó là tôi được ăn sáng đúng không? Cái vô gặp ông chủ, cái ông chủ kêu á, tôi là phải pha cái nước lèo sao phải trong cho nó sạch đó, thấy không? Mà bây giờ nè, bà thử coi tôi pha có ngon không? Tao không đi như mày. Ôi, xạo á, đánh nó đi. Trời ơi, mày làm cái gì à? Hả? Mày làm cái gì mà để cho người ta đánh mày? Áo quần dạ, bị cái gì đây? Dạ máu. Bắn nhưng máu vô người con. Kêu mày làm cái gì? Kêu con ôm. Ôm rồi làm cái gì mà ôm? Rồi cái gì mà gì? Nó hung con gái người ta luôn đó. Ai hung? Cô làm gì mà cô phun máu ở trong người con tôi? Dạ tại vì con bị ung thư sắp chết, phải làm sao thì ra là con đóng vai ung thư hả? Dạ. Trời ơi, nhìn nó tội nghiệp, sao mày không cạo đầu nó trước khi nó ung thư? Hay nó giao cho tao đi kiếm cho tao cái lữ la. Mấy người ỷ nguyên cả gia đình dòng họ rồi ăn hiếp con tôi, bây giờ bà vu oan cho con tôi vô đây làm gì? Nó vô đây nó về con gái của tôi. Nó đúng bắt con đó. Gái của tôi phải hung nó, ôm nó. Cái gì? Đó. Nó về con gái của bà. Ờ. Trời ơi. Anh ơi, tôi nói cho anh nghe, niềm mơ ước của tôi bao nhiêu năm là con tôi nó phải tiếp xúc với con gái bị gì nó mê đê. Ôi, bữa nay nó ôm được con gái là tôi mừng rồi. Ôi, cảm ơn gia đình anh, cảm ơn con gái, cảm ơn chị, cảm ơn con đã giúp đỡ cho con chú đó. Nó hết bê đi, thôi về con. Thấy chưa con, trời ơi, trai đẹp bây giờ đã hiếm rồi mà tụi nó còn bê đê nữa. Tức quá mà. Hết giờ phục vụ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với buổi sáng ở hội quán Phú Lâm với thực khách là anh chàng Mắt Hí Hòa Hiệp. Và Hòa Hiệp thấy cái thử thách vừa rồi mà cái hội quán này đưa ra cho bạn như thế nào? Chơi dơ quá. Trời ơi, vô đâu mà phun phèo rồi trời. Anh em gọi mọi họ không biết anh cứu Nhưng mà đó là những cái thử thách mà chương trình hội quán Tiểu Lâm, đặc biệt là trong cái quán ăn này, gia đình ông chủ quán đưa ra cho những thực khách của chúng tôi. Nhưng mà cũng rất may là sau đó có cái vị thực khách bí ẩn này xuất hiện và giải cứu cho bạn. Anh Linh ơi, cho hỏi thiệt nha, anh có nghĩ trước cái tình huống là vô là biến cho anh chàng này thành như vậy không anh? Hay là bất ngờ anh nghĩ ra cái chuyện đó mà hai cha con nắm tay nhảy chữ sáu đi về?
Tôi nghĩ là chỉ có cái đó là hòa hiệp rồi, dễ thoát khỏi cái chỗ này nhất. Khi người ta muốn du oan giá họa thì cỡ nào người ta cũng làm được. Cái gia đình này dễ sợ quá mà quá bạn. Kinh khủng quá. Dạ, một tràng pháo tay thật to dành cho khách mời hòa hiệp cũng như thực khách bí ẩn danh hài Hoài Linh. Xin cảm ơn hòa hiệp và xin cảm ơn thực khách bí ẩn Hoài Linh. Chúng ta vẫn còn buổi trưa và buổi chiều tối, hãy tiếp tục chuẩn bị những cái gì cần thiết. Cái công việc hàng ngày của quán chúng ta là gì? Thì bây giờ mời tất cả mọi người hãy vào vị trí để chuẩn bị chào đón vị thực khách buổi trưa. Anh chuẩn bị tới đâu rồi hả? Anh chưa có chuẩn bị tới đâu hết trơn á. Nhưng mà cái cảm xúc của anh bây giờ rất là hồi hộp em. Ủa biết vậy không? Hả? Anh hồi hộp quá. Đến với cái chương trình này là nó cũng có một chút. Người sụp sùi dù nhật thì vui, ôi là vui, bao là vui, vui gì không ai giống tôi. Chủ nhật thì vui, ai đều vui, ai đều tươi, sao mà tôi cứ nhăn nhẻo trên nụ cười. Chủ nhật thì vui, ai đều đi, ai đều chơi, sao mà tôi cứ im ghê trong nhà thôi. Chủ nhật nhìn bao người ra đường ra phố, sao mà trong lòng tôi nhớ nhớ khi xưa chưa trót mang giải khờ. Chủ nhật ngày xưa độc thân mà vui lắm, đi về không hề ai cấm, tôi mà ra đường là tôi mất tâm. Chủ nhật ngồi trong nhà tôi đợi tôi hát, sao mà trong lòng tan nát, nước mắt tôi mỗi như rơi từng hạt. Chủ nhật giờ đây nhiều khi thường u ám, trong nhà tôi toàn mây xám, cứ mong qua thứ hai được đi làm. Chủ nhật thiệt vui, ôi là vui, bao là vui, sao mà không có ai thầm tôi vậy trời. Chủ nhật thiệt vui, ôi là vui, bao là vui, sao nhà tôi vui quá vui. Chủ nhật thiệt vui, ai để tung tăng ngoài kia, riêng mình tôi với em tôi vui trong nhà. Chủ nhật thiệt vui, ai đều đi, đi cà phê, thôi thì tôi cũng đi pha cà phê. Gần sụt sùi chủ nhật thiệt vui, vui là vui, bao là vui, vui vì tôi không giống ai. Vui thì không ai giống tôi. Chủ nhật thiệt vui, ai đều vui, ai đều tươi, sao mà tôi cứ nhăn nhẻo trên nụ cười. Chủ nhật thiệt vui, ai đều đi, ai đều chơi, sao mà tôi cứ im rẻ trong nhà thôi. Chủ nhật nhìn bao người ra đường ra phố, sao mà trong lòng tôi nhớ nhớ khi xưa chưa trót mang giải khờ. Chủ nhật ngày xưa độc thân mà vui lắm, đi về không hề ai cấm, tôi mà ra đường là tôi mất tâm. Chủ nhật ngồi trong nhà tôi đợi tôi hát, sao mà trong lòng tan nát, nước mắt tôi hầu như rơi từng hạt. Chủ nhật giờ đây nhiều khi thường u ám, trong nhà tôi toàn mây xám, cứ mong qua thứ hai được đi làm. Chủ nhật thì vui, ôi là vui, bao là vui, sao mà không có ai thầm tôi vậy trời. Chủ nhật thiệt vui, ôi là vui, bao là vui, sao nhà tôi vui quá vui. Chủ nhật thiệt vui, ai để tung tăng ngoài kia, riêng mình tôi với em tôi vui trong nhà. Chủ nhật thiệt vui, ai đều đi, đi cà phê, thôi thì tôi cũng đi pha cà phê. Chủ nhật thiệt vui, ai đều đi, đi cà phê, thôi thì tôi cũng đi pha cà phê. Chủ nhật thiệt vui, ai đều đi, đi cà phê, thôi thì tôi cũng đi pha cà phê. Hai anh. Ừ.
Ừ, chào em. Ba Nghĩa. À, chào em. Sao vậy ta? Sao chưa tới ta? Hai anh Đại Nghĩa. Chào em. Ờ, đi chơi đi chơi đi chơi đi em. À, trời, con nít con nôi về nhà kêu ba má dắt theo, đừng đi ngoài đường gì lạc nghe không. Ừ. Nghĩa ơi, em nè. Ừ, anh biết em là em rồi. Nghĩa, đi đâu vậy? Anh đang chờ khách, thôi đi chơi đi nha, khách anh tới liền bây giờ đó nha nha. Dạ, em cũng có việc đứng đây. Ủa, đứng đây chi vậy? Dạ, em đứng đây em để chờ người dắt em vô. Vô đây? Dạ. Ủa? Em nè anh, nãy giờ anh tưởng em là ai vậy? Đơn. Ủa? Đơn. Đơn. Đơn, đơn, đơn. Ừ. Trời ơi, không có biết, xin lỗi. Trời chứ ơi. Sao? Tự nhiên nhìn thấy em bữa nay có chút xíu à, bé bi qua nhỏ xíu xíu, tưởng em là con nít. Hết hồn ở dưới, tưởng con nít đi lang thang một mình sợ bị lạc. Tính kêu về nhà chắc ba má tới. Trời đất ơi, em mặc vậy mà tưởng con nít. Mà anh nói cũng phải à, tại vì những người trẻ trẻ mà trẻ trung yêu đời lúc nào cũng nhỏ con nhon nhon vậy đó. Tôi nghe là đến đây làm cái gì đây, nói nghe coi. Em đi ăn. Đi ăn, vô đây ăn đúng không? Dạ. À, ủa, nói vậy là em là cái người mà anh đang chờ đợi đó hả? Trời ơi, chứ còn ai nữa? Không có biết, thì nghe nó có một cái thực khách vừa tới ăn thì cứ tưởng là một cái người nào đó lớn lắm, không có nghĩ là bé bi nhỏ xíu như em. Trời, ừ. Lớn lớn nhiều khi người ta không có, nhỏ nhỏ nhiều khi em có vỏ không chừng đó nha. Vỏ hay không, một lát em vào trong em sẽ biết. Có cơ hội để cho em vận dụng tất cả 10 thành công lực của em. Nào, chúng ta hãy cùng xem hội quán Tiểu Lâm có điều gì bí ẩn đằng sau đó nha. Còn bây giờ, mở cửa ra nào, hội quán Tiểu Lâm. Vàng ơi, đẹp trai quá, đẹp trai quá. Thầy là chắc ở dưới đồng bằng lên đây à, dạy người trên mua này. Vào. Vào đây, vào đây. Quý quá. Tôi thấy thầy à, là tôi thấy ưng cái bụng rồi. Hey, hey, thầy đây. Ngồi, ngồi. Ông chú, hát cụ bài tặng cho thầy Giao. Hôm nay muốn ăn gì, xin cứ nói ra đi. Hồi quán Tiểu Lâm xin mời, chào mừng quý khách tới đây. Bài hát hay quá trời luôn. Hay lắm, hay lắm. Quý thầy Lâm. Thầy hả? Thầy Giao ở trên đồng bằng lên miền núi dài cho tôi học biết được cây chữ. Tôi thấy là tôi thích rồi, tôi ưng cái bông lắm. Nè thôi, cái buôn tôi là hiếu khách lắm. Dạ. Ở đây là mời ăn liền. Dạ. Nè, vô lấy món là nay mà. Tôi nghe quán Tiểu Lâm tôi là mừng lắm. Hôm nay đại món gì? Món gì đây? Món đặc sản. Cần làm. Không, món đặc sản ở ngay quán Tiểu Lâm này, món cu. Dạ. Cái món gì mà ghê vậy? Món cu. Nè, hứa là phải có cái món đó nha. Không có nha, là không ăn nha. Nghĩ gì vậy? Nghĩ gì? Món cu. À, món hôm qua là món cu đó. Món cu đã ăn lại, món cu. Món đặc sản. Qua, à, cụ đợi chút, cụ. Đợi chút. Lấy đây, lấy đây, lấy đây, lấy đây. Quy thầy Giao quá. Lấy cường qua. Lấy lẽ đi, Đạt ơi, Đạt ơi, Đạt ơi. Đặc sản. Lấy lẽ đi. Đặc sản của quán cu. Ngon quá. Ê, nói cho thầy nghe đây là món gì? Đây là mà. Thầy Giao, đây, người ta ở làng này, người ta gọi món này là món gà chàng hàng. Gà chàng hàng. Gà chàng hàng. Ở trên này nó gọi thôi, ở dưới miền đồng bằng nó gọi là gà tắm nắng. Thôi, không có tắm đâu, con đây nắng nhiều lắm. Đặc sản ở quán này là gà, này là gà chàng hàng. Gà chàng hàng. Chàng hàng. Đi hai hàng. Không phải. Chàng hàng. Ăn một miếng gà. Chàng cái hàng gà. Mời thầy Giao ăn. Thầy Giao ra đây. Ra đây. Ra đây, ra đây. Thầy Giao, quý lắm. Theo một miếng gà. Nghe đi, gà ăn được quá. Ăn miếng gì trước vậy? Thích ăn cái nào? Đây, cái này nè. Đây cái phâu câu à, ngon à. Cho con ăn phải không? Gà ăn đây. Rồi, ăn một miếng. Thôi mà anh, chan ra chút xíu. À, một miếng thôi. Cứ ăn tiếp tục đi. Từ từ. Còn nhiều mà. Cầm miếng ăn đi. Còn nguyên con gà, ăn hết nguyên con gà. Chan cho sạc cái hang luôn. Ăn nó càng lè thì càng chết. Quý lắm ơi, đại đặc sản. Quý lắm đâu quá, trên này không ai ăn đâu. Thầy Giao vui quá. Vui quá, vui thầy, trẻ tôi ưng, tôi ưng cái bụng. Đâu đâu được chàng hàng vui quá. Thầy cũng có thước tất, cũng có hàng lắm.
mà để mà ăn chàng hãng nó còn gì nữa đâu. Được, xuống ngay biết. Cái bạn này là chơi hết ga hết xô. Cái cô dơi hang á. Cô dơi hang. Hai miếng. Rồi. Ăn đi, ăn đi. Ba miếng. Đừng nghe nó không được dùng dịch á. Không có dùng nhiệt ha. Không có dùng nhiệt. Ừ. Ok nào bị tẹt luôn. Không bao giờ tẹt. Ăn đi nha. Bây giờ có cách nào mà nó thu gọn cái hai chân lại không? Không có thể nào á. Bây giờ là vô cái bàn cái làng này là phải theo cái luật lệ của cái bàn cái làng này. Ừ. Cái kẹo bên kia đó. Dẻo lắm, thầy là dẻo lắm, tôi biết thầy mà. Thầy là múa giỏi lắm nè. Không có. Có, thầy múa giỏi lắm, ăn đi, ăn đi. Qua, thầy à. Biến rồi đi. Rồi kẹo đi. Ăn cho hết, cầm cái này là ăn cho hết. Ăn hết đi rồi bắt đầu hết á. Ăn miếng da đây cho nó. Rồi luôn. Rồi kẹo đi. Rồi sao? Rồi hay quá. Chàng hàng rồi. Hay quá chàng hàng rồi. Đỡ đỡ, đỡ thầy giáo lên. Trời ơi thầy giỏi quá. Quý thầy quá. Giỏi lắm, giỏi lắm. Thôi. Thầy ơi lại chơi một vài ngày đi, đừng có về sớm. Dạ thôi. Để tụi tôi sẽ chỉ thầy nhiều cái phong tục ở trên buôn này. Đó, có ai gọi kìa. Dạ ngô. Bà chủ, bà chủ. Bà chủ làm cái gì vậy? Dạ ngơi. Ai là cái chuyện gì? À, thằng Giang nó chạy xô rồi. Thằng Giang hả? Mày tào lao quá. Dạ ngơi. Dạ ngơi em vô. Thằng Giang chạy xô rồi. Rồi thằng Giang. À, kêu thằng Giang à? Giang ơi. Trời ơi. Cô Hùng tin, Hùng tin. Hùng tin gì? Là có một người giả danh thầy giáo để mà đi lừa gạt dân làng của mình. Cái gì? Ai vậy? Một người thầy giáo mà người ta tả thằng này nó nhỏ xíu như con chuột vậy đó. Sao thi dung dung? Giang ơi. Nó chạy Giang nữa hả? Trời ơi. Đây Đôn, đôn, đôn Nguyên á. Thằng này tha, thằng này Đôn. Thằng này thằng Đôn. Em tin rồi. Em không phải tin Đôn cho thằng Giang. Cái tướng lùng lùng giống giống như mà thằng Đôn. Mày có cho Trời ơi. Trời. Chị đi đâu vậy chị? Em tìm chị bấy lâu nay. Trời em nhớ chị lắm luôn á. Từ xưa giờ á, chị em mình thất lạc á. Má em kêu em phải lên buôn làng tìm chị nè. Bây giờ là em gặp được chị, em mừng ghê lắm á. Chị về với em nha chị. Tao không có thằng em nào mà xấu như mày vậy trời. Vậy là sao? Đó là thằng... Cái thằng mà người ta cảnh cáo á là... Lừa đảo. Đúng rồi, lừa đảo đó. Nào xuống đây. Cái gì? Phải không? Không. Đúng như vậy không? Con nói với nhà con có lừa đảo, con nói rồi là con bị mất người chị này nè. Con lên đây con tìm chị của con. Con đâu có lừa đảo gì đâu. Còn Vàng với anh này kêu con là thầy không mà. Ờ được rồi, được rồi. Mày muốn chứng minh ra là thầy là người tốt. Thầy là thầy giáo thiệt, là thầy phải thông minh. Bây giờ đố thầy. Nếu thầy trả lời được, tôi sẽ chấp nhận thầy là thầy. Còn không, tôi sẽ bắt thầy đi tế thân. Phải chưa? Trời, thôi Vàng ơi, thần không ưa con đâu. Tế nó còn... Thần không vui mà tao ưa. Ở đây. Ông này không phải là Giang. Ông này không phải là Giang, đây là... Gì? Hoshita. Hoshita. Hoshita, Hoshita. Là cái gì? Là cái gì? Hơi tài. Hơi chí tài. Mày tao Dân tộc là phải có hơ vô. Đâu chứ hơ vô. Hơ tài, hơ tài đi. Hơ tài. Nghe tôi kỹ. Ba đừng. Tập trung đồng nào đây nè nghe. Nha. Hả? Đồng nào đó. Đồng não hả? Đồng cái não. Nè. Mày không nghe được tiếng này. Nè, là vậy nè. Cái não ở trong đây nè. Động nè. Đó. Đó. À, động vậy hả? Động não hả? Ôi, bữa nay ai quên tôi hết vậy trời. Động não. Con biết rồi. Con biết rồi, động não con biết rồi. Nói chuyện mình mệt quá rồi. Nghe được kỹ. Nha. Trên một chiếc tàu có 50 con câu. Con gì? Con cô. Thì con trắng trắng nó đang hiền hiền thì con cừu quá. À, con cừu. Được rồi, có 50 con cừu. À, con cừu. Chạy một cái trạm, ngừng lại, có 10 con trù khác đưa lên. Chạy một trạm nữa, có 5 con trù đi xuống. Chạy một trạm nữa, 10 con trù đi lên. Nó đố mày, cái thằng thuyền trưởng nó tên gì?
Điền chữ tên tên gì? Cái tên gì nè? 1, 2, 3. Hả? Cô con khì mày. Tào lao. Tào bay tầm ba. Nói giờ tào lao mày tào lao. Bằng thuyền trưởng đó. Mày cười cái gì? Tật lắc. Thằng tiền sửa nó kệ mẹ nó đi. Vậy thằng này là thằng lừa đảo rồi. Lừa đảo rồi. Rồi đánh lừa đi. Lấy con nhà, lấy con rửa đây, lấy con rửa đây. Lấy cái đi, lấy cái đi. Sao đi ra được không mặc quần? Mày mặc quần để mày che cái gì? À, vậy cho tao mặc cái gì mày có thấy gì không? Chứ mày làm khó. Anh ơi, mày quần dài cũng vậy, quần ngắn cũng vậy, tao bằng cái quần cục đó cũng vậy à. Anh có nó kỳ quá. Có cái gì đâu mà kỳ, mày trắng bằng tao à. À, khỏi sức kem cũng trắng nè. Tắm bùn không à trắng nè. Ở đây à. Tắm sình á. Ừ. Qua đây làm gì? Qua đây có chuyện à. Bắt thằng này là thằng này lừa đảo. Nó đâu? Thằng này lừa đảo. Không phải đâu, không con có lừa đảo. Con đâu phải thầy giáo đâu con. Nó nói mày lừa đảo rồi nào. Nó nói mày lừa đảo. Mày lừa con nào vậy? Con đâu có lừa con nào đâu. Ờ, nó không có lừa con nào. Tại sao mày nói nó lừa đảo? Vũ lừa không? Đảo. Lừa đảo. Ngu. Ngu. Ngu, ở đây trên núi đâu phải dưới biển đâu mà đi lừa đảo. Trời ơi. Ông hai. Ở trên núi á thì mình phải biết trên núi thôi. Trên núi mày biết dưới biển làm gì mà nói nó đi lừa đảo. Mày ngu quá. Thằng này đang lừa. Lừa biết, biết. Lừa gạt. Cái gì? Lừa gạt. Thằng này nó lừa gì? Ba này thôi. Mày nói. Mày bước tới đây. Mày nói nó lừa gì? Lừa gạt. Hả? Lừa gạt. Nó lừa gì? Lừa gạt. Lừa gạt. Dạ. Ba nấu cha mày. Thịt nai đâu? Hả? Chỉ có con nai mới có gạt. Trời ơi. Con bò nó gọi là cái sừng, con nai gọi là cái gạt. Giờ thịt nai đâu? Không có nai sao kêu nó lừa gạt? Tao kêu mà nó lừa bịp rồi không nói. Ông này nó lừa bịp, ông này nó lừa bịp. Con bịp, ông hỏi con bịp đâu. Con này giờ? Con gì? Con gà. Con gà mà sao mày kêu con bịp? Trời ơi. Nó đi. Là đi nói xạo với người ta để nó lấy. Nói xạo cái gì? Nói cho ta biết là ta phân xử. Nó không phải thầy giáo, mới vô đây nó nói nó là thầy giáo. Tại sao mày biết nó không phải thầy giáo? Thầy giáo nào đi ra đường cũng mang bảng thầy giáo hả? Nó không có trả lời được câu hỏi ở đây là nó không phải thầy giáo. Tụi bay hỏi cái gì mà nó không trả lời được? Hỏi gì? Đúng đó, chứ có tàu nó mới đâm cho con câu. Rồi sao nữa? Rồi đi một chặng rồi 10 con lên. Nó chặn nửa năm con xuống, nó chặn nửa 10 con lên. À. Đó nó thằng thuyền trưởng tên gì nó không biết. Ồ, đúng rồi, mày không biết là bậy rồi. Bậy bà đó. Đúng rồi, nói vậy là kiến thức nó không rõ. Sai. Vậy bây giờ tao hỏi mày được, mày trả lời được không? Đố đi. À, bây giờ ở trên núi có một con bìm bìm. Ừ. À, rồi con bìm bìm đó bị bắn chết ngâm rượu. À, rồi xong rồi thêm một con bìm bìm nữa bay tới kiếm con bìm bìm kìa. Kiếm con bìm bìm kia. Rồi á, không thấy con bìm bìm kia. Con bìm bìm này nó tự giận nó chết. Người ta lụm, người ta về, người ta ngâm rượu. À, rồi tiếp theo nữa một bầy bìm bìm tới kiếm hai con bìm bìm kia. Tao hỏi mày á, mấy con bìm bìm đó nó ở cái rừng nào? Bà nội mày điên à. Tô tàu lao, tàu lao nào đây? Tàu lao. Tập bài, tập bàn. Đây là người thầy mà ta dẫn về đây để hướng dẫn cho trẻ em trong buôn làm. Ăn rồi đó tụi bay cứ chặt rừng chặt rẫy. Bây giờ thời buổi nó tân tiến rồi. À, trồng cà phê, trồng tiêu, trồng điều cũng sống được. Đâu có nhất thiết phải đi phá rừng, phá rẫy rồi bắn thú, bắn chim. Ngày xưa... Cái gì? Ngày xưa thằng này là cái thằng giết thú nhiều nhất. Giết thú gì? Giết thú gì? Tôi giết thú gì? Cá. Đi bắn gì? Tôi bắn thiên nhà giàu dương. Cái gì? Tôi giết con gì mà ông nói tôi giết? Bắn thú. Hả? Nói ra là muốn chạy nước mắt. Cái gì? Tao hỏi mày. Khi nó có dòng họ gì với mày, có thù hằn với dòng họ mày không? Ngày nào mày cũng vô rừng.
Mà mày bắn khỉ. Tôi bắn khỉ hiểu nào? Ông nói tôi không hiểu nên là con gì? Chồng tôi đi vô rồi, bắn khỉ hiểu nào? Mày là lúc nào cũng ủng hộ chồng mày bắn khỉ nè. Biết bao nhiêu con khỉ chết vì gia đình mày. Bây giờ nó cứ bắn thú rừng, chặt phá cây rừng, rồi là hủy hoại môi trường. À, bây giờ ta đưa thầy giáo lên đây để cho thầy giáo dạy cho học trò, dạy cho con trẻ buôn làng biết từ nay trở đi không có chặt cây phá rừng, không có bắn thú nguy hiểm nữa, để mình bảo vệ cái môi trường của mình. Lên đây còn nói thầy lường gạt, tao sẵn một tay cho lường gạt. Tao tinh linh mà ở trên tao cứ nghe Giang ơi hoài. Con này tao lao xí đu thôi, đi về thầy. Làm mất mặt tôi quá trời quá đất rồi. Bây giờ quan mình sao? Hết giờ phục vụ. Rồi hết giờ phục vụ. Quý vị khán giả thân mến, hôm nay chúng ta đã chứng kiến bốn vị khách mời của chúng ta bị gia đình chủ quán này đưa ra những tình huống hết sức là oái oăm. Nhưng mà bây giờ ở phần thứ tư này sẽ là cơ hội để những vị thực khách của chúng ta đảo ngược lại thế cờ, quay ngược lại vào cái quán ăn này để mà đưa ra thử thách cho những thành viên trong gia đình của chủ quán. Ồ, bây giờ thì tôi thấy rằng bốn vị khách mời của chúng ta đang xì xầm to nhỏ ngoài kia. Hình như họ đang có một cái âm mưu gì đó ghê gớm lắm để dành cho gia đình này. Chúng ta cùng chờ xem họ sẽ thực hiện điều đó như thế nào ở phần thử thách ngược. Ôi, là tiếu quá nè. Rất là dễ thương, cảm giác rất là vui. Miễn trả lời. Mình chỉ đang tìm cách giết hại người ta cho nên chỉ biết một người đó. Chú Lâm mà. Hai bạn nhé. Yeah. Bà cho vui lắm ba. Ăn gì? Đừng nghe nói ra đi. Hồi quán Tiếu Lâm xin mời nè. Chào mừng quý khách đến đây. Em đẹp lắm Lê Cù ơi. Lê Cù ơi, Lê Cù ơi. Trái tim tôi mới tan rồi. Lê Cù ơi. Ui, khỏe ha. Sao? Đây chơi. Sao trở lại ăn cái gì sao, đây? Chị ơi. Con này có đua đây đua. Ai vậy? Con này đi đua con ăn không? Con này đi đua con ăn không? Chị. Hả? Chị nói thôi chị đừng cười. Cười nè. Cái lăng tao như vậy bình thường cũng cười rồi. Mà cái bâm sinh cái lăng tao đã cười chứ tao không có cười. Cái này là không có cười. À, cái này là môi nó đậy không hết răng. À, cái bà này bà đu dây xong bà bì vậy luôn. Đúng rồi, con một lần là đi vô một cái quán ăn xong rồi cho ăn ngon mấy cái bánh bao rồi lên trên đó là da đen môi thâm mà răng hô luôn. Tôi đang là tìm một cái gì đó để tôi ăn để tôi no cái bụng để mà tôi đúng rồi rồi. Cái quán này có cái gì ăn? Quán này có cái gì ăn? Không có hiểu chị ơi. Cái quán này có cái gì ăn không? À có món cu. Ừ. Có gì? Món cu. Có gì? Ủa con gà thì nó con gà. Là món cu đó. Món cu. Bây giờ món cái gì? Có gì vậy bình tĩnh. Ôi trời ơi. Muốn ăn. Ăn cái gì? Ăn răng nè. Đưa răng cho tôi ăn à. Thôi bỏ đi. Thôi chưa ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Bây giờ cho ăn. Cả nhà ngồi ăn. Ngồi ăn em. Vui quá, ăn đi. Ui da, mời. Mời quý khách. Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Thịt gà. Cái này là thịt gà hả? Yeah. Nói là một cái nữa, cái này là cái gì? Thịt gà. Quán này là quán gì? Hồ Hoàng Tiêu Lâm. Quán Tiêu Lâm à, đây là thịt gà không? Dạ. Ây da. Bây giờ mày ăn thì không biết có phải thịt gà không hả? Bà nói nè, cái quán này tôi là chủ.
tôi đi xuống, tôi đi xuống là cái miền là ở dưới đó. Miền xôi, đúng rồi. Tôi có công việc một tháng, tôi để cho anh quản lý. Anh quản lý cái kiểu gì? Cái kiểu nào mà bây giờ cái trời nó chua lè, hàng chi quán không có một người khách là sao? Mà cái quy định của quán tôi là sao? Nếu như không có một người khách nào vô cái quán, phạt như thế nào? Cái hình phạt là gì? Hình phạt là cái gì? Ra làm sao? Ăn! Dạ, bị xuống là bị ở rồi. Ăn! Còn không ăn cái răng này à? Trời ơi! Ăn hình răng. Một là ăn răng, hai là cái này cho tôi. Ăn gà chẳng hả? Ăn đi! Dạ. Ăn vô! Mày cũng ăn với mày cái thằng quỷ? Dạ. Không. Mày phụ ông quản lý mà quản lý kiểu gì vậy hả? Dạ. Quán rồi vắng que. Còn cái này để ai ăn đi? Không. Ngon không? Ngon. Ai nấu? Ê! Chia! Cô nói phải không? Ngon lắm. Phải không? Cái quán này em chỉ là bình bông nải chuối rồi. Ăn lẻ cho tôi. Ăn cho nó vui. Không. Trời ơi. Không. Không. Ai nói rằng cái quán. Cái này em ăn nhiều tình lắm anh. Không, đừng cho nó ăn cạnh. Đây này, cái chân này, thấy không? Biết cái chân làm gì không? Thấy. Em cào mặt anh cho. Không, đừng cào mặt anh nha. Lưỡi đặt nha. Đấy. Anh muốn chọn lưỡi em. Hết giờ phục vụ. Của ba người khách buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều tối đã vô thử thách gia đình chúng tôi là hội quán Tiểu Lâm. Nhưng mà nói cho thật ra là cảm ơn cũng rất ba người rất nhiều. Xin một tràng pháo tay để cảm ơn ba người này đã quá đương tay chúng tôi. Em muốn thử thách nhiều nữa mà em thấy sáng giờ anh làm việc mệt quá rồi. Mệt lắm. Mà anh đồng nghiệp mấy người chứ còn mấy cái món trong kia nó ác đạn lắm anh. Ôi ghê lắm, anh nhìn cái hàm răng em của anh làm thấy ghê lắm. Mặt em xuống nó kỳ, không có nhìn ra là em luôn á thiệt. À, thưa quý vị, nãy giờ quý vị đã theo dõi là ba bữa ăn. Bữa ăn sáng, bữa ăn trưa và bữa ăn chiều tối. Thì bây giờ Chí Tài xin đại diện cho quán Tiểu Lâm hỏi ý kiến quý vị. Quý vị thấy bốn người khách mời này, người nào là xuất sắc nhất? Người thứ nhất đó là buổi sáng, danh hài Cát Phượng. Người thứ hai Đoàn Nguyễn. Và hai người Hải Yến và Minh Dũng. Nói chung là tiếng hò hét và tiếng vỗ tay ngang ngang nhau. Do đó thì hội quán Tiểu Lâm cũng có một cái nhã ý, có một món quà muốn gửi tặng cho bốn người. Hãy lên nào! Hôm nay các bạn ơi, hôm nay muốn ăn gì? Đừng lo bụng đói, cười thôi cũng no rồi. Đây, hai người Vinh Dũng và Hải Yến, hai chung ha. Bây giờ thử thách tới đây tạm chấm dứt. We'll be right back.
đó có tiếng cười thì ta sẽ không đợi chờ. Hãy quên đi hết những u sầu vì đã có. Tất cả các thành viên của quán ăn Hội quán Tứ Lâm xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Hôm nay quý vị khán giả muốn ăn gì? Quán chúng ta bữa nay có món gì? Món gì cũng có. Hôm nay có nước uống gì? Nước gì cũng có. Hôm nay có tiết mục gì? Tiết mục gì cũng có. Nói chung đến đây là cái gì cũng có, chúng tôi có thể đáp ứng được cho tất cả mọi thực khách. Và quán chúng ta một ngày như vậy là phục vụ mấy buổi? 3 buổi. Buổi nào? Sáng, trưa, chiều. Đã 3 buổi, mỗi buổi phục vụ mấy khách? Một. Trời ơi, quán này sang chảnh quá. Vậy là làm sao mà có vốn mà tiếp tục kinh doanh thì không biết nữa. Mà sống hoài đó. Kính thưa quý vị khán giả, khi đến với Hội quán Tiêu Lâm của chúng tôi, mỗi thực khách sẽ phải trải qua rất nhiều những cái thử thách hóc búa mà cái gia đình ông bà chủ này đề ra. Nếu như mà những vị khách đó vượt qua được thì sẽ có những món ăn ngon phục vụ tất cả mọi người. À, bây giờ thì có lẽ phải giới thiệu cho quý vị khán giả biết về những thành viên có trong quán chúng tôi. Đầu tiên là ông chủ quán Chita. Biệt tài ca hát, nhảy múa và đặc biệt có biệt tài hít đất, bụng không chạm đất. Đây, bà chủ quán xinh đẹp duyên dáng Ngọc Lan. Cô con gái xinh xắn Dương Cẩm Linh. Và anh chàng phục vụ vàng lém lĩnh Hứa Minh Đạt. Cùng với tất cả các thành viên còn lại của Hội quán Tứ Lâm sẽ luôn luôn mang đến cho quý vị khán giả một bữa tiệc thật là ngon với những tràng cười thật là sảng khoái và thú vị. Và ở đây chúng ta thấy rằng có 20 vị khán giả đang ngồi trên kia. Những vị khán giả này để làm gì? Sẽ tham gia trực tiếp vào những câu chuyện của chúng tôi. Nếu như thực khách đến đây mà bị gia đình làm khó quá đó thì các vị khán giả kia nhấn nút. Nếu như mà 15 vị khán giả nhấn nút đỏ trở lên thì sẽ có một vị thực khách bí ẩn xuất hiện và giải cứu vị thực khách của chúng tôi khỏi cái gia đình quái chiêu này. Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ phải chuẩn bị bếp nút đâu đó sẵn sàng, món ăn chuẩn bị đầy đủ tươm tất sạch sẽ để chào đón vị thực khách đầu tiên đến với buổi sáng của Hội quán Tiêu Lâm. Nào các bạn, bắt tay làm việc nào. Quang Đại đến với chương trình Hội quán. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Chào em, chào em, chào em. Trời ơi, hôm nay một chàng trai trẻ đẹp. Trời ơi, đứng xa xíu đi. Đứng gần tôi mặc cảm ghê. Vào đi đó đi. Đó. Đi đâu đây? Chàng trai trẻ, hôm nay thì em được mời tới Hội quán Tiếu Lâm. Tới nơi thì thấy cửa vẫn chưa mở. Dạ. Có bao giờ có nghe đến cái tên của cái quán ăn Hội quán Tiếu Lâm bao giờ chưa? Dạ thì trước giờ thì chưa, nhưng mà đây là lần đầu tiên. Có biết là khi vào cái quán này mình sẽ làm cái gì chưa? Cái này thì không biết. Không biết, không đúng biết. Không? Vô quán ăn thì đương nhiên là sẽ được ăn. Nhưng mà muốn ăn thì mình phải vượt qua rất nhiều những cái khó khăn, rất nhiều những cái thử thách mà gia đình chủ quán đề ra cho chúng ta. Nhắm vượt qua nổi không? Thấy tướng tá Cao đó, mà hơi ở một chút xíu. Không biết có đủ sức khỏe để mà chống chọi lại để với cái gia đình này không đó. Giờ hỏi riêng chút xíu nè, nào giờ có đi du lịch chưa? Du lịch thì em thích lắm. Có đi du lịch sinh thái chưa? Cái đó thì càng chưa nữa, tại vì nào giờ là toàn đi du lịch nghỉ dưỡng thôi. Trẻ quá mà sao phải nghỉ dưỡng sớm. Có điều gì muốn gửi gắm hay gửi lại không thì cứ nói trước, hay là thèm cái gì thì cứ nói cho ăn nha, sau này không có hối tiếc. Hôm nay thì Quang Đại sẽ được trải nghiệm tất cả những cái điều đó nha. Bạn sẽ được thử thách mình trong những cái hoàn cảnh mà từ trước tới giờ bạn chưa bao giờ gặp phải ha. Rồi bây giờ thì tôi sẽ tặng cho bạn một cái vòng dây này đó. Đây không phải là để trang trí cho đẹp đâu,
nên mà là mình giống như là mình hòa nhập với thiên nhiên á, mình phải hòa nhập với tất cả cái mọi người, với môi trường xung quanh thì mình sẽ thoải mái hơn, là quấn lá trên người vậy. Đúng rồi, quấn lá trên người đi, giống như lỡ mình có lạc vào rừng thì thú bây giờ mình nó tưởng mình là bạn của nó. Bây giờ mời Quang Đại, đang là buổi sáng à, không khí rất là mát mẻ, tinh thần chúng ta đang rất là sảng khoái, mời bạn bước vào quán ăn của hội quán Tiểu Lâm và chúc bạn có một buổi sáng ngon miệng. Ta xin mời. Bây giờ bạn cứ tưởng tượng bạn đang đến với một khu rừng nguyên sinh. Ở đây có một bộ lạc rất là hiền, bộ lạc ăn thịt người. Giới thiệu với bạn đây, nữ tù trưởng của bộ lạc à. Nữ tù trưởng này có sở thích rất là nhẹ nhàng và êm ái, thích cắn bất cứ người nào đứng gần, thử một cái thôi. Bạn yên tâm, hôm nay bạn sẽ có nhiều dấu răng trên người lắm đấy. Đây, con gái của nữ tù trưởng có sở thích rất là dễ thương, sở thích rất là hiền lành, sở thích rất là trang nhã, sở thích rất là ngoan ngoãn, sở thích hôn trai đẹp. Trời ơi, không phải trai đẹp. Đây, giới thiệu với bạn. Đây, cái gì vậy? Sao cái môi rung dữ vậy? Cái gì mà như muốn cạp vô mặt tôi vậy? Giới thiệu với bạn, đây nữ tù trưởng của bộ lạc luôn. Rồi đâu làm sao? Hai cái đầu thấy tóc dài quá tưởng nữ tù trưởng. Đàn ông hả? Ừ, đây đàn ông giống nữ tù trưởng đây. Người đứng đầu bộ lạc ăn thịt người, còn đây là nhân viên phục vụ của cái bộ lạc này. Cần gì, thắc mắc gì cứ yêu cầu, anh ấy sẽ dễ dàng đáp ứng cho bạn. Chúc bạn bình an với cái bộ lạc ăn thịt người này nhé. Còn bây giờ thì tôi phải đi trước đây. Come on.
đồ ăn này là phải uống cái nước thiền. Nước thiền. Uống nước thiền. Nước thiền cho khách rồi. Mà uống. Nước thiền. Nước thiền, Nước thiền mới được vô đồ ăn này. Ngon. Uống xong giờ ăn. Bây giờ ở đây thực đơn ở đây có bánh nước, bì quảng, hiểu không? Của mùa quế. Ủa mùa lạc mà. Không tắm. Mùa lạc nào? Nó đặc sản. Ủa sao không? Không có đặc sản giống như thú rừng hay là thịt. Thú rừng tàn hết rồi. Thôi vậy cho ăn cơm tắm. Dạ. Hết rồi. Cơm tắm. Ủa này là chứ. Làm từng món mất công lắm. Ăn một lúc luôn đi ha. Cái tô này là mì quảng, cơm tắm, bánh ướt, bún thịt nướng, có đầy đủ hết. Ăn hết đi. Ăn là no tới chiều luôn á. Ăn này bị đau bụng. Không. Ông ăn là tụi tôi ăn thịt luôn á. Ông ăn là tôi ăn thịt ông luôn á. Ăn đi, ăn đi. Ông thấy hả, chân cẳng hai cha con giống nhau không? Chỉ có nó cao hơn tôi. Sao ông mặc kỳ công vậy? Tôi không sống ở trong rừng như các người. Tôi đã đi khắp nơi. Đây là những món quà mà các bạn ở các nước khác tặng tôi. Món quà này là tôi nhận từ Los Angeles. Đôi dép này cũng an nhưng mà là An Giang. Con à, bữa nay sinh nhật của con, tại sao con lại đến đây? Sinh nhật là phải đi du lịch. Trời ơi, con đi sinh nhật, con đi du lịch, con phải đi những nơi khác, tại sao con đến những nơi này? Con nhưng mà được. Cảm ơn tù trưởng đã tổ chức sinh nhật cho con tôi. Cảm ơn bà tù phó. Cảm ơn các người đã tổ chức sinh nhật cho con tôi. Cầm cái bánh kem lên đi con. Con à, theo lệ của gia đình mình thì sinh nhật con, biết bao nhiêu năm nay cha đã tổ chức cho con, tất cả những người dự sinh nhật hôm nay đều phải được ăn bánh kem như con đã ăn. Con cầm cái điện thoại chụp hình cho ba. Ba mời tù trưởng. Bây giờ đi học lắm. Không có cái chuyện bây giờ đi học đâu nha. Né ta kéo cả bộ lạc tới là mệt đó. Ăn như con ta đã từng ăn đi. Chồng bà đã ăn được
được thì bà cũng phải ăn được. Mẹ để tự xử cho bà phải ăn nhiều để chúc phúc cho con ta. Nó mới vừa tròn 18 tuổi thôi, tuổi vị thành niên, bà phải ăn nhiều thôi. Cho phải đi con, cho phải đi con, cho phải cho cha đi con. Một, hai, ba. Còn cái con bánh bèo kia. À, chụp mình. Ra đây, đừng có nấp nữa. Ăn đi, ăn đi. Ăn giả con trai sang nhỏ. Đây là bánh sinh nhật còn đây nữa. Đây là những đồ mà đãi sinh nhật của các người. Ông bà ta nói không biết có đồng hay là không, cho nên mời tù trưởng ăn giùm tôi một miếng. Sao là ta? Ăn đi, ông là tù trưởng. Mày thúc mà. Rút vô. Cảm ơn các người đã tổ chức sinh nhật cho con ta. Chúc các người vui vẻ. Ta phải về bộ lạc của ta để tổ chức sinh vật hoành tráng hơn, to lớn hơn, bởi vì nó sẽ là tù trưởng tương lai. Thưa quý vị khán giả, chúng ta vừa đến với một cái bộ lạc mà xảy ra một cái tình huống không ai ngờ hết. Cái bộ lạc này tổ chức anh sinh nhật cho anh chàng kia, nhưng mà không ngờ nữ thần kia xuất hiện. Nam thần với nữ thần. Hồi nãy á, mình còn thấy là nữ thần, nhưng mà sau khi đi về vậy xong tôi không luôn là má của nữ thần luôn. Nói chung là một tình huống rất là vui nhộn mà cái bộ lạc này đã mang đến cho tất cả chúng ta, cùng với sự góp mặt của Quang Đại và Nam Thần Hoài Linh. Em có yêu cầu. Yêu cầu gì nói? Yêu cầu là giờ muốn quay qua ôm của mình. Ta đã có vợ. Em làm như vậy. Đại, khi mà hôm nay bạn vô đây bạn được ăn nhiều món ăn như vậy thì bạn cảm giác như thế nào? Ngon miệng chứ nhỉ? Không, đầu tiên là em cảm thấy sợ. Là em sợ là bao giờ từ đây bây giờ sau là em sẽ không bao giờ có sinh nhật nữa, tại vì mỗi lần sinh nhật là em cảm thấy mệt tới rồi. quá phiền và em sợ, rất là sợ đi du lịch nữa. Là bây giờ là hồi xưa giờ em chưa bao giờ đi du lịch sinh thái, là bây giờ em sẽ khẳng định là em sẽ không bao giờ đi du lịch sinh thái. Du lịch sinh thái cũng có tùy chỗ chứ. Vậy là phải đợi cha dẫn đi. Đúng rồi, đi theo cha đi câu cá. Xin cảm ơn tất cả các nghệ sĩ đã mang đến cho chúng ta một bữa ăn sáng thật là ngon miệng, thật là hoành tráng. Xin chào tạm biệt Quang Đại và Nam Thần Hoài Linh nha. Cái quán ăn của chúng ta hôm nay có một cái phong cách hoàn toàn khác, nhưng mà nó thiệt, cái phong cách này nó mất vệ sinh quá luôn đó. Nhìn như vậy là ai dám ăn bánh sinh nhật nữa đó. Bây giờ thì thời gian buổi sáng nó không còn nữa rồi, đã đến buổi trưa, mà buổi trưa thì người ta cần ăn cái gì đó nó chắc bụng hơn, cơm chẳng hạn nha. Và sẽ có một vị khách buổi trưa đang chuẩn bị đến với quán của chúng ta. Nè, chúng ta chuẩn bị thay đổi phong cách của quán để chào đón vị khách buổi trưa. Đau đầu quá. Lần đầu tiên mời đi diễn hài mà không biết là mình hài như thế nào, không biết là vô đó có bị chặt chém tơi tả tan tận, không biết là mấy chủ quán trong hội quán số 5 thử thách mình như thế nào nữa, để cho là cái gì. Sợ quá. Nhưng mà thôi, cố gắng. Tại vì chắc là quý vị khán giả sẽ ủng hộ tài đúng không? Dạ chào công tử. Dạ. Công tử đi đâu mà công tử muốn đào tường khoét vách nhà người ta vậy? Thế là lạ nhìn chơi. Ông muốn vô đây coi cái gì trong đó đúng không? À, muốn thiêu thân mấy người bạn đó. Có bạn ở trong hả? Có bạn. Trời ơi, có bạn ở trong là không phải người bình thường đâu nha. Ở trong đó bắt bình thường không à. Dạ.
ông mà là bạn của mấy người đó là cần phải coi lại. Nếu muốn vô thì tôi sẽ mời ông vô đàng hoàng ha. Cứ cần thiết gì đó mình phải dòm ngó, mình dạch, mình banh cửa người ta ra kiểu gió ha. Rồi nếu như ông muốn vô sẽ mời ông vào, nhưng mà bình tĩnh, cẩn thận những cái gì sắp sửa xảy đến với ông nha. Đây, hội quán Tiếu Lâm mở cửa ra chào đón vị khách đặc biệt của buổi trưa nào. Chào mừng đến với hội quán Tiếu Lâm ha. Hôm nay muốn ăn gì xin cứ nói ra đi. Mời quý khách ngồi, mời quý khách ngồi. Chờ chút. Tiểu Nhị. Dạ. Ra đây. Chú bảo con, gì vậy? Bữa nay một vị khách quen lắm. Nó giống như là trong cái bản cáo thị là tội phạm đang bị truy nã. Ờ đúng rồi, nhớ mặt thằng này rồi. Nó nổi tiếng lắm nè. Hả? Đang trên báo công an nhiều lắm. Vậy là cáo thị là truy nã, phải không? Bây giờ sao? Bây giờ tao với mày bắt nó đưa cho quan phủ lãnh tưởng. Ê, ông đừng, anh bình tĩnh lại. Nhiều khi á mà không phải là cái thằng mà người tội phạm mà ông bắt về ông giao quan phủ là nhiều khi ông bị mang tội luôn đó. Chết. Nhưng phải từ từ cẩn thận. Tương kế tụ kế ông ơi. Bên sao? Ha! Ê! Dạ mời quý khách ngồi. Đứng được không? Dạ không. Vô quán đây là phải ngồi. Quý khách thật là khách sáo quá. Biết chuyện vệ sinh không bắt đầu thích rồi đó. Dạ thưa quý khách, cái quán này á, cái nội quy đó, vô đây là sẽ được chủ quán tiếp đãi nồng hậu và sẽ thương hoặc là ghét tùy theo kia tài trí của khách mình. Không phải, ông phải thử. Ví dụ như là nó có phải là hay không, nó phải là tội phạm hay không, ông phải thử trí thông minh của nó. Trời sao lâu quá vậy? Nói là tiếp đãi chu đáo mà nãy giờ chưa thấy. Dạ, xin lỗi. Để cho tôi phép, xin phép được thử coi quý khách có cái trí thông minh hay không. Nếu mà quý khách trả lời được hết những câu đố của tôi thì tôi sẽ thương quý khách. Còn ngược lại thì tôi sẽ coi quý khách là một người tôi không có thích, có nghĩa là tôi ghét. Sao phiền quá vậy? Không có phiền, đó là nội quy của hội quán Tiếu Lâm. Dạ, lúc nào cũng vui vẻ hết. Xin phép được hỏi. Quý khách có biết là chết lãng xẹt người ta gọi là gì không? Trời ơi, vậy cũng hỏi. Kêu là gì? Không biết. Không biết à? Ông nội này chết. Biết rồi, tôi biết rồi. Là cái gì? Lãng tử. Hay quá. Mời quý khách ngồi, tiếp tục. Để nghe tiếp câu thứ hai. Đi võ thám chết thì gọi là gì? Võ thám chết gọi là gì hả? Dạ. Thám tử. Hay quá vậy. Hay quá. Bị trời đánh chết gọi là gì? Xét đánh chết. Trời đánh hả? Trời tử. Trời tử. Trời tử à? Không, không được. Xin lỗi. Xá ra chứ trời làm sao mà nói lại được. Xin lỗi ông trời. Bị trời đánh chết kêu bằng cái gì? Trời ơi đất hỡi. Ôi. Mày im đi. Trả lời được không? Trả lời được không? Không biết. Quá dễ. Bị trời đánh chết gọi là thiên tử. Cho cơ hội để gỡ nè. Dễ vậy mà cũng đố. Đi công việc chết gọi là gì? Đi công việc chết gọi là gì hả? Tên này mỗi lần đứng dậy là nó biết đó. Gọi là gì? Đi công việc chết gọi là... Gọi là gì? Là gì? Không biết. Gọi là công tử. Hay. Hay quá vậy. Được rồi, trò câu này dễ, ai cũng biết. Đi tiểu mà chết gọi là gì? Trời ơi, vậy cũng đố nữa. Để sao? Là tiểu tử. Hay quá. Hay quá.
nếu gặp một người quá thông minh như chàng mà là chết tài giỏi mà chết, ta kêu bằng cái gì? Cái này là đúng tên của tôi luôn á. Tên gì? Là tài tử. Quá hay quá ông chủ. Nè đừng có giỏi mừng. Nếu như mà ngươi mà đứng đây mà ăn nói vô duyên á, ngươi chết gọi là gì? Vô duyên. Ờ nó gọi là vô tử. Gặp bạn rồi. À gặp bạn rồi. À. ngồi xuống. Còn nữa hả? Coi như là được thương rồi đó. Cái giai đoạn này được thương rồi đó. Cho ăn đi. Khoan. Đại đi. Còn một thử thách nữa. Sao? Còn một thử thách nữa. Thứ hoài vậy? Ở người đó. Hả? Ở người. Tới con hả? Ừ. Bây giờ nhảy lầu người ta gọi là gì? Nhảy lầu. Người đúng không? Nhảy lầu cái gọi là tự tử. Sao ông chủ? Hầu hay không? Thử thách thứ hai hả? Qua thử thách thứ hai đi. Qua thử thách thứ hai hả? À, dạ, nãy giờ quý khách cũng đã mệt rồi. Quý khách ngồi xuống đây. Không có mệt gì hết á. Rất là khỏe. Để tụi tôi có một món quà muốn tiếp đãi quý khách. Không cần quà đâu. Mới được mà. Yên tâm ngồi đi mà. Thôi đó. Đây. Xuống đi quá. Món ăn đâu? Từ từ. Ngồi xuống đi. Ờ, vậy đi. Để đi. Cái món này muốn ăn là phải bịt mắt lại. Một cái trò đố vui đố mẹo đó mà. Sẽ có 3 ly nước quý khách sẽ uống thử. Biết cái nước đâu. Nước gì? Đồ ăn đây toàn là dinh dưỡng tốt mà. Đây, cái thử thách thứ hai đó là mời quý khách. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Nó đánh tù xuống rồi. Không có được. Tầm bậy thôi. Không có được, vậy là bậy rồi. Ông nội này là ông nội bị chi não. Không được. Sao gian lận quá vậy ta? Không có được. Rồi, bây giờ còn gì nữa? Bây giờ nếm là cho biết đây là nước gì. Uống đi, không sao đâu. Đây là cái nước gì? Nước gì? Này quen quen ta. Cái nước gì màu vàng vàng đó? Tăng lực. Ai biết? Màu cũ nè. Trời đúng không? Rồi quá, đúng rồi, không biết nữa. Thôi qua. Qua liền thứ hai. Cậu rình. Đây, hãy nêm liền thứ hai. Nước gì? Sao? Này gì nó hôi hôi vậy? Thử lên cái lần nữa coi. Sao? Nước gì? Công tử thấy sao? Là giống nước tiểu của hai người của chị. Mày ơi! Hại tôi quá! Tôi rất là vệ sinh, không có làm những cái chuyện bậy bạ đó. Nói cho thằng ta nghe đi. Là nước gì? Nước gì? Này nước suối. Tầm bậy rồi. Nước là nước hỗn hợp pha tùm lum tà la hết. Ba nước hồi nãy nhà ngươi thấy là bây giờ tháo ra hết rồi đó. Nói chung là đây là vị khách không phải là trong lệnh di nã. Tốt quá. Khách quý. Hồi nãy giờ đây tôi xin lỗi nha. Bây giờ bắt đầu đánh khách đi. Dạ. Nãy giờ cũng hành quý khách nhiều quá rồi. Mời quý khách tô cháo. Này gọi là cháo hành. Tại vì hành quá giờ ăn cháo thì kêu cháo hành. Cháo thì ghê vậy. Ăn đi, được. Ăn cháo. Mà mày không cho muỗng sao ăn? Ăn đi, nãy giờ hành quá giờ ăn cháo rồi kêu cháu ăn đi. Muỗng đâu? Quán gì kỳ vậy? Có muỗng kiểu gì? Ăn đi. Ăn này xong có nào tôi đổi giới tính không trời? Không có. Đừng có lo. Hay quá, ngon không? Ngon chứ. Chuyện gì mà con khóc vậy? Cha ơi, con mới bị cướp ở ngoài đường á cha. Cái gì? Bị cướp ngoài đường? Dạ, cướp cái gì? Rồi. Nó cướp cái gì? Nó cướp cái đôi bông của con. Ui, tên nào mà dám cãi ngang như vậy? Cha, cho bé tìm cho bằng được cái tên đó, phanh thầy nó ra đó cha. Được thôi, để cha tìm. Nhưng mà con phải cho biết đặc điểm nó là gì, cha mới tìm được chứ. Ô kìa, chàng trai này là ai vậy cha? À, trời ơi, đừng thấy đập trai cái nhào nhào tới nha cô. Đây là khách quý, khách quý. Ôi, vậy hả? À. Cha ơi, cha có thể mời chàng khách quý đó ra đây một chút được không cha? À, dạ, xin phép mời công tử qua cho con gái tôi nó nói chuyện chút. Thấy cái mặt cái cổ giống ông chứ, cũng phùng á. Không có được dễ thương lắm, dễ thương thiệt. Đẹp mà. Tin tôi đi, không có gì đâu, không có khùng khùng. Qua đây đi. Trời ơi, bỏ áo xuống. Ở cái gì? Qua đây. Không được làm bậy nha con. Đây giới thiệu ông này. Ông này là chết lãng xẹt. Chết lãng xẹt ta kêu là lãng tử đó. Ông này là chết lãng xẹt. Sao con?
là con thấy cái dốc dáng này á hả, xem giống giống như là cái tên cướp cướp con ở ngoài đường á, nhưng mà tại vì nó bịt mặt nên con không biết là phải không này hay không, nhưng mà cái tướng tá thì cũng nghe như vậy đó. Còn có gì giống mà cái gì, cái chiều cao thì con nhớ là giống như vậy đó cha. Cô hả, là không hãm hại được tôi là cô bây giờ cô đặt điều vô khống hả? Nếu như mà nếu như mà không sợ người ta vô khống á thì anh phải múa giỏ ra đây đi để tôi coi coi anh phải là người võ công như thế nào. Ủa tôi mắc gì tôi phải làm theo cô? Không đúng rồi, nếu mà không làm như vậy là anh là người một cái kẻ mà đã cướp nhan sắc và cướp cái đôi tay của tôi ở ngoài đường, đúng không? Rồi múa thì múa, may mà không có má tôi ở nhà đó, có má tôi ở nhà hả xử đẹp anh hơn nữa. Trời ơi, đâu bây giờ con muốn công tử này múa võ gì để con nhớ thôi. Xa quyền Trời ơi, Xa Quyền kìa. Trời ơi, cái gì kỳ vậy? Rồi, võ gì không nữa? Không phải võ này mà Hầu Quyền Hầu Quyền Hầu Quyền, Hầu Quyền. Con khỉ Quyền. Trời, con khỉ cũng vậy luôn hả? Con khỉ là kỳ vậy? Giống này quờ Quyền. Quờ Quyền quá hay. Ok chưa? Rồi, em U Quyền. Em M.U Quyền. Mù hả? Múa coi. Quan tới đây vậy? Tại sao các ngươi lại hành hung người vô cớ? Không phải là hành hung mà là bắt thủ phạm. Đúng nộp cho triều đình. Chàng công tử này đã làm gì mà các ngươi kêu là thủ phạm? Chính hắn đã cướp đôi bông tai của con gái tôi. Dạ, chính hắn, cái mặt hắn còn in trên đây luôn nè. Đúng, chính hắn. Truy nã người giống người đó là chuyện bình thường. Làm gì có chuyện giống dạ, thấy người chưa? Hay dùng nước dạ, thấy chưa? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Một đoạn vô quan hiếp dạ, con. Dạ người không thấy nhưng ta thấy. Người cua nó trước. Hả? Thấy chưa? Cái chuyện không chưa? Có chuyện này không? Chủ dạ, quan dạ, nhìn tôi tét áo từ ngoài đường chạy về nè. Thấy ghê chưa? Ông cũng nên coi lại cách cư xử của con gái ông. Mê trai thấy sợ. Trời ơi. Dạ. Thật dục nhã quá. Ta nói cho ông biết, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Nếu người ta phạm tội, ông phải đưa lên công đường để xử. Cớ sao lại hành hung người ta như vậy? Bây giờ người ta sẽ đưa người ấy đi. Không được, không được. Phải bắt lại. Phải sao? Chính nó là hung thủ. Chính nó là hung thủ, đã có đầy đủ bằng chứng, vật chứng đầy đủ. Đã gọi đến đó chính là hung thủ chứ hạ đó. Đúng rồi. Im. Cầm miệng. Có ta ở đây là đại diện cho phủ. Tại sao ngươi lại hành hung hồ đồ như vậy? Trên kia tóc dài hay ngắn? Tóc ngắn. Ở đây ngắn hay dài? Tóc dài. Tóc dài. Có giống nhau đâu chưa? Em thấy quỷ đen làm sao? Vậy thì ai mới là người bị bắt, ai mới là đáng truy nã? Cái chuyện mày bị bắt hay truy nã, gia đình ông cứ từ từ mà tính. Mời công công về triều. Cái gì công công? Hả? Cái gì mà nói? Công công à? Trời ơi. Nào xin mời ông quan áo đỏ và ông công công áo hường ra đây. Và cuối cùng kết thúc cái tình huống này thì mới biết thì ra cái người đàn ông vạm vỡ này là một không không. Coi như là cái chuyện mà anh ta mà đi giật bông tai của một cô gái rồi đi cua gái là hoàn toàn không có thiệt. Thì giật bông tai đúng. Như vậy là nghệ sĩ Hoài Linh trong cái vai một vị quan đến đây đã tìm ra được những cái thông tin, những cái chi tiết mà có thể giải cứu cho cái vị thực khách này của chúng ta. Thứ nhất là bên kia tóc ngắn, bên đây tóc dài đó. Cái thứ hai là ông này là công công, thành ra ông có đi dây gái làm cái gì hết. Một tràng vỗ tay thật to cho nghệ sĩ Hoài Linh cùng với đoàn Thành Tài.
Xin cảm ơn hai anh rất nhiều. Dạ, bây giờ thì vào trong chuẩn bị cho cái thử thách sau nha. Dạ. Bây giờ thì quán của chúng ta như thế nào đây? Hả? Bây giờ buổi trưa có một cái vị khách tới làm phiền mình rồi đúng không? Bây giờ làm chủ à, buổi chiều. Vừa rồi thấy rằng đưa ra những cái thử thách coi bộ là chưa có làm khó được những thực khách của mình. Những cái câu hỏi thì thực khách của chúng ta cũng thể có thể dễ dàng giải đáp. Hy vọng rằng cái buổi chiều tối sắp tới đây mình sẽ có những cái chiêu gì đó nó độc đáo hơn, nó mang cái tính vận động hơn, nó làm cho thực khách của chúng ta phải mệt mỏi, thì lúc đó mình mới có thể là xoay chuyển thực khách trong lòng bàn tay. Đồng ý không nào? Đồng ý. Bây giờ chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị những cái gì cần thiết nhất để chào đón vị thực khách buổi chiều tối. Hoàng Mập cùng tất cả anh chị em trong hội quán Thiếu Lâm sẽ tung hứng nhảy nhót múa hát ca ăn uống quậy quạ nằm xuống đứng lên, làm sao mà khán giả Đại Vĩnh Long tha hồ cười thả ga. Hả? Hết nhạc đảng hậu vậy? Không phải đâu, bởi vì anh nhảy quá đó nhà nó không dám hát nữa. Gì hả? Dạ, bởi vì sợ sập cái chỗ này đó, tắt liền lập tức vậy đó. Nghe đồn vô đây được ăn nhiều thứ món ngon lắm mà đi quá thì đi nhịn đói thì sáng giờ không biết có được ăn gì không? Trời ơi anh ơi, nó nghe nó thiệt tình với anh luôn nghe. Bây giờ cái dòng eo anh bao nhiêu là anh biết chưa mà anh cái đồ ăn miết gì không biết nữa. Rất nhỏ thôi, 140kg, 3 dòng 440. Nếu mà đại nghĩa mà ôm nhiệt tình lắm mới dám, mà còn mới không có dám đâu, nhìn thấy chưa? Cái này bây giờ đố anh làm sao mà vòng tay chạm rốn đó. Sao dễ lắm nè nó đúng không? Rồi hôm nay cái vị thực khách của chúng ta đến vào buổi chiều tối rất là vui nhộn đó, nhưng mà nhìn là thấy coi bồi là cái quán này không đủ thức ăn cho anh ăn rồi đó. Không, anh vô ăn là sập quán người ta đó. Đâu có, anh nghe đồ này có 1000 món lận. Trời ơi, anh ăn 1000 món không đủ nên ơi, chắc anh ăn thịt luôn công bà chủ quán, may ra mới no đó. Anh Hoàng Mập thân mến, đến với cái hội quán Tiếu Lâm, trong này là một cái quán ăn nó có rất nhiều món ăn để anh lựa chọn nha. Nhưng mà để mà được thỏa mãn cái khẩu vị của anh á, để được có những món ngon á, anh phải trải qua những cái thử thách mà ông bà chú quán đặt ra. Ông bà chú quán này là cũng nghiệt ngã ghê lắm. Chuyện nhỏ em, cái gì mình ăn chùa là phải phục vụ, đâu phải ta bưng đồ ăn cái này ăn đi sung sướng vậy. Không phải, phải lao động, phải khổ sai. Nhiều khi rửa chén ta mình được cho ăn cái tô chén đó chứ bộ. Rồi thôi bây giờ nếu như mà anh muốn ăn như vậy đó, thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu vào quán ăn của hội quán Tiếu Lâm nha. Nhưng mà dặn anh là nếu như mà anh thấy cái gì khó khăn quá, nó làm cho anh mệt mỏi căng thẳng quá đó, anh có thể anh cầu cứu. Rồi bây giờ mời anh Hoàng Mập hãy quay về nhìn vào cái cánh cửa này nha. Đây là cánh cửa của hội quán Tiếu Lâm đó. Bây giờ anh làm sao cho nó mở cửa ra, anh đẩy ra được không? Mình gõ cửa đi. Gõ nó không mở đâu. Cốc cốc cốc. Không ai mở đâu. Ai gọi đó? Nếu là thỏ cho xem tai, không phải là thỏ không đâu. Nếu là heo cho xem gì? Cho xem móng. Dạ con heo mập lắm nè, mở ra đi con heo nè. Cho không được, thấy không? Đó bây giờ làm sao? Cái thử thách đầu tiên dành cho anh á. Làm gì vậy? Kiếm cây búa. Trả thôi. Trời ơi. Bữa nay ở với phe đảng tôi là nếu mà đập cửa đi bước cái là sập liền đó. Bữa nay gặp khách không chỉ phàm ăn, ham ăn, thích ăn mà bây giờ còn gặp khách bạo lực trong đó nữa. Thôi cánh cửa của hội quán Tiếu Lâm mở ra tiếp đón vị khách đặc biệt của chúng ta buổi tối nè. Ấn tượng chưa? Xin mời anh Hoàng Mập. Chào mừng đến với hội quán Tiếu Lâm. Hả má ơi, hôm nay muốn ăn gì xin cứ nói ra đi, hội quán Tiếu Lâm xin mời. Nhưng đừng ăn quỵt cho nhà. Ai nó không? Chính nó. Chính hắn. Thằng ăn quýt. Trời ơi, bắt nó lại. Để con khoan. Khó quá, bỏ đi con. Cái này khi mà yếu đặt ra gió nè. Xuống. Mày bắt nó hay nó bắt mày vậy? Yếu quá. Dạ.
Tại mày là cái thằng hôm bữa tới đây ăn quýt, ăn bắt con gái tao phục vụ nhân ngày đúng không? Ủa gái chú là đứa nào quên rồi? Đây nè đây nè, ăn quýt rồi còn mặc đồ màu sắc nữa hả? Trời ơi, ở đây chỉ có mình bà. Chưa nói mà má. Cái con gái của má, con của chủ quán, hội quán Thiếu Lâm này mới được mặc đồ màu sắc vậy thôi, không có ai được cạnh tranh. Ăn quýt còn mặc đồ màu sắc. Ủa, nói chuyện xíu biết liền, bên kia má mẹ con đó hả? Trời ơi, má con trong gia đình không ổn định nữa, cứ lộn hoài. Đây má đây con không? Đây ba hả? Sao? Hay là đây con gây Út, mặt trẻ lắm, dễ thương ghê. Trẻ mà để râu chi vậy? Tạo bớt râu đi. Ê, ma bên kia phải không? Tầm mày rồi, tôi dạ. Ở đợ. Trời ơi, ông ăn quỵt thầu qua chưa nói chuyện ông qua đây ông ngồi, ông qua đây ngồi để ông chủ mời chủ tôi tính sổ với ông quá à. Mà ăn quỵt còn dám quay lại nữa. Ủa đây ngồi, ngồi ở đây, ngồi xuống tính sổ với ông chuyện hôm qua ăn đã đời mập thay xong đi về là sao? Khoan, muốn tính gì tính, trước khi tính cho em nói một câu được không? Nói đi. Em đói quá cho ăn miếng. Từ cho ăn. Cho ăn. Nhưng trước khi phải xử lý chuyện hôm qua cái đã. Chuyện qua hôm qua nhớ gì không? Nhớ gì nhắc mới nhớ. Ăn quỵt đó. Ăn quỵt ngày nào cũng quỵt, đâu phải hôm qua đâu. Trời ơi trời. Tôi không cần biết là anh ăn quỵt ở chỗ nào, bao nhiêu ngày. Tôi chỉ cần biết ngày hôm qua anh ăn quỵt ở đây. Quán của chúng tôi. Cho nên bây giờ chúng tôi phải xử lý. Khoan thím, cho có ý kiến cái thím. Ngày hôm qua thím nói ăn quỵt rồi đúng không? Bữa nay con ăn bữa nữa đi, hai bữa ta tính luôn lần cho nó sướng. Đứng mặt cái là con nói thiệt mà nó bụng quá trong ăn miếng đi. Bây giờ vậy nè, quán tôi cũng dễ dãi lắm dạ. Ăn quỵt cũng được, nhưng mà vô hội quán tôi Lâm là vui là được rồi. Nhưng mà anh phải qua những thử thách tôi mới cho anh ăn tiếp. Đúng. Nè đúng rồi. Đó là luôn. Để cho tôi nói, quán của chúng ta là quán văn hóa, quán nghệ thuật, cho nên chúng ta sẽ không bao giờ hành hạ tất cả những thực khách vô đây. Người ta thường nói đánh kẻ chạy đi và đánh luôn thằng chạy lại. Thằng nào ngu như vậy mà nói tào lao, nói vậy là sai rồi. Nói là đánh thằng chạy lại nhưng mà dí thằng chạy đi. Trời ơi, tỏi ghê hơn nữa. Nhưng mà vô vấn đề chính là cái thằng ông nội này ngồi yên nè, bây giờ sao? Chưa xí. Hồi nãy nói là đánh người chạy đi, đánh người chạy lại. Hồi nãy em đi em đâu có chạy đâu, đánh em. Nói chung là quay lại đây là chạy lại đây rồi. Nói chung là bây giờ không có xử lý đánh đấm đá gì hết. Tại vì đang ngồi chứ không có chạy chứ không có đi. Đúng à. Bây giờ chỉ xử lý nhẹ nhàng thôi. Cho ăn đi chị. Lấy cái muỗng ra đây. À, lấy cái muỗng cho ăn nữa mà. À. Móc hai con mắt của nó ra. Đấy ghê vậy. Bà chủ, ác quá bà chủ. Ác quá hả? Quán mình vui vẻ là chính mà. Hơi nặng tay đó. Rồi bây giờ, thôi nặng tay bỏ qua. Ừ. Bây giờ muốn trả nợ đúng không? Muốn được ăn đúng không? Đúng muốn rồi. Được ăn là phải trong trả nợ. Trả hết món nợ cũ rồi được ăn. Ăn xong bây trả luôn. Phải làm việc ở đây thì người ta mới cho ăn tiếp. Bà chủ ơi, lấy con dao thái thịt ra đây. Em lấy hả? Ngồi yên. Ngồi đó. Đâu dao đâu? Ngồi yên đi. Số bồi khổ quá. Có mình thằng bồi à. Ai mượn mày ở đợ chi? Trời ơi, kéo vào đây đi cho nó dễ ngồi nè, tao ăn luôn. Thằng nó ốm nhơm mà nặng không được. Nè con nè, mập ở đợ được lắm. Khiên bàn, khiên ghế. Ủa cái gì vậy? Đó thịt bò bánh tết theo sống nhăn sao ăn? Từ từ sẽ muốn chín thôi. Muốn ăn phải lăn vô bếp. Bây giờ thái thịt đi. Thái cái miếng thịt này ra càng mỏng càng tốt. Xong rồi đem vô trong đó chiên cho ăn. Thái thịt hả? Thái không được á là tôi thái ông luôn đó. Trời ơi. Bắt đầu. Thái thịt bằng keo, bằng dao cắt bánh kem hả? Tôi không cần biết. Không phải thái bình thường đâu. Đứng đúng, vậy phải có quy vậy. Tắc. Đằng sau quay. Trời ơi, thái gì hả? Làm gì được như vậy? Có coi trên mạng đồ không? Thân sao? Hình lý tưởng á là cái tay phải thọt ngang qua rúng vậy nè. Đó, bây giờ thọt như vậy, cắt. Được không? Trời ơi. Phải thử thách rồi. Mới có thử thách đầu tiên thôi mà thấy coi bộ khó à. Rồi, cắt hay làm đôi được không? Bắt đầu thời gian, bắt đầu tính. 1 phút. Bắt đầu. 60. 59. 58.
Không có thế vậy. Ê, ông Thái từ thế ông cạo thịt vậy. Không thấy được. Không thấy được. Thôi. Gì vậy? Quay lại bình thường, quay lại bình thường. Nè. Quay bình thường cắt đi. Thôi, con thấy á là ba má với gia đình của mình á, thôi con thấy đừng có hành hạ khách hàng như vậy. Mà người ta rất là dễ thương. Tại con thấy thân hình mẫm mẻm của ảnh quá nên con muốn á ảnh đứng lên đây múa Ấn Độ. Bậy rồi. Cái gì vậy? Đang thái thịt mà lại múa trong đây làm cái quỷ gì? Nói chung là cái gia đình này hình như là không có thống nhất ý kiến rồi đó. Dạ sao? Đánh nhập chơi luôn. Ổn. Ngồi thử trước đi. Ổn không? Ổn không? Chắc ổn. Em nói rồi mà em gì ăn em làm gì cũng được chứ á. Rồi biết khiêu vũ, biết vũ đạo được không? Trời ơi, ở trên này hả? Vậy thôi, ổn rồi. Nghe nhạc, cảm nhạc thì vũ đạo thôi, thử thách khác. Bắt đầu. Trời ơi, nhảy xuống một cái là... Hay quá. Được ăn rồi. Mừng quá, được ăn rồi. Trời ơi. Được ăn rồi. Khoan, còn nữa. Nhưng mà vừa nhảy vừa ăn mới được. Đúng. Bây giờ nhảy dây đi. Bà thím. Chưa có tết chặt hộp dưa làm chi? Ăn đỡ hộp dưa đi. Trời ơi. Vừa nhảy vừa cắn hộp dưa ăn hết gì vậy này? Tí, hồi sáng có thử cái sàn chưa? Được mà. Hên xui bà chủ ơi. Nếu mà không được á thì mai mốt làm cái sàn nhà lại. Chồng vô nhảy thử đi chồng. Nhảy thử đi ông chủ, nhảy thử cho con chủ. Nhảy thử đi ông chủ. Đó, nhảy. À, nhảy lên dễ mà. Không phải, nhảy gì mới vui. Mấy anh chị cho tôi về coi giấy phép kinh doanh. Ông chủ. Khoan, xí. Ai vậy? Ông ngại tôi. Ai mà có quyền tì khôi quá vậy mà vô đòi giấy phép kinh doanh. Tôi là tổ trưởng tổ hòa giải ở đây. Trưởng tổ hòa giải à? Hôm sớm mình có đồng tổ trưởng thì cục về. Đặt mặt gì lạ vậy? Ủa, thích vậy được không? Bận quần jean cũng bỏ áo vô thùng. Bận quần này cũng bỏ được vậy. Giờ đòi coi giấy phép kinh doanh đúng không? Tôi mới nghe sắp nhỏ nó báo ở đây là quán ăn mà có tổ chức khiêu vũ sexy. Cái gì? Ai nói gì? Chuyện đó. Ai khiêu vũ sexy? Làm gì có chuyện đó? Hồi nãy tôi rình tôi thấy có một con heo nó đứng nó lượn ở trên bàn. Nhìn nằm đó đó. Nhìn thấy con heo không? Thấy không? Nè. Phải con heo này không? Con mày hả Tý? Dạ con đó mày. Sao khùng tự nhiên mày qua đây chứ vậy? Con muốn ăn chợt. Ăn quịt ở quán con á. Ăn quịt là không trả tiền. Ăn không trả tiền. Nó ăn quịt. Nó ăn quịt của cái quán anh chị. Đúng rồi. Nó không trả tiền. Đúng rồi. Trời đất ơi, cái thằng này tệ thiệt. Mày ăn cái gì? Dạ, có ăn nguyên cái út vọng á. Trời ơi, cái gì? Là nó ăn cái con này thôi. Hả? Mà ở trong menu á thì không có cái món này. Cho nên nó ăn cái này á là coi như ăn ngoài luôn. Không có tính tiền. Yeah, con. Trời ơi,
quý vị, chúng ta vừa thử thức một tình huống rất là vui nhộn mà cái kết thật sự là bất ngờ. Nào xin mời nghệ sĩ Hoài Linh và nghệ sĩ Hoàng Mập. À, anh Hoàng Mập ơi, nãy thấy anh bị cái gia đình hành hạ nhiều lắm luôn á. Leo lên trên bàn nè ha, rồi bắt nhảy múa nè ha, rồi bắt nhảy dây nữa, rồi giờ cái sức khỏe anh cảm thấy thế nào? Thấy ông ngoại ra là khỏe liền, biết có người cứu mình liền. Ừ, mà nãy vừa nhảy dây mà vừa ăn hột dưa nữa đúng không anh? Rồi có cắn nhầm lưỡi không? Chưa cắn, mới cắn nhầm ngón tay mà. Lừa bán mấy hộp dưa đó, thấy nguyên ngón tay cắn cái bụng. Bởi vậy mới nói là để vào cái quán ăn này mà ăn được một cái món của cái gia đình này là trần ngay luôn. Đó, Hoàng Mập bị thử thách quá trời luôn, cuối cùng chỉ ăn được một cái hộp dưa thôi, chưa kể là cắn đứt cái ngón tay của mình, là tự hút máu mình mà bổ đó. Như vậy là coi như là anh Hoàng Mập có cũng đã vượt qua được những thử thách của cái gia đình của chúng ta ngày hôm nay. Vậy thì chúng ta hãy dành cho nghệ sĩ Hoàng Mập cũng như là ông ngoại Hoài Linh một tràng pháo tay thật to nào. Rồi bây giờ ông cháu bưng nhau về, bưng nhau về nha, bưng nhau về. Đó, thấy thương. Lộn bưng. Sao gia đình ông bà chủ mệt không? Mệt chứ, nhảy dây mệt chứ anh. Lâu lâu gặp một cái thực khách mà nó quá khổ như vậy là cũng mệt mỏi lắm đúng không? Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái phần mà chắc chắn rằng gia đình chủ quán của chúng ta sẽ mệt mỏi hơn nữa đó. Có nghĩa là ba vị thực khách từ sáng đến giờ sẽ quay ngược trở lại quán này và đặt ra những thử thách ngược cho gia đình chúng ta. Hãy chuẩn bị tập trung dồn hết 10 thành công lực để đối phó lại với ba vị thực khách của ngày hôm nay nha. Chúng ta cùng đến với phần thử thách ngược. Cả gia đình đó, 4 người đó, đợi đi, chúng tôi sẽ trở lại. Sư phụ ta thi, hãy đợi đấy. Người quen, người này quen. Ủa còn hai người này là ai đây, lạ quá. Cô gái xinh đẹp, hồi sáng làm bác sĩ đúng không? Cảm ơn em. Người phụ nữ mang thai đi đâu đây? Dạ, em phải mang thai. Mà em mập tự nhiên, thiên nhiên ban tặng đó. Em đi bán giải. Bán giải hả? Dạ. Trời ơi, giải quấn trong người xài không hết, sao có mà đi dư đi bán cho người ta? Không có, em bán ế quá, em quấn nè. Rồi chai nào mua khúc nào cắt khúc đó. Rồi lỡ mua hết rồi lấy cái gì mà quấn? Không có, mua hết em xả luôn, khỏi quấn. Yên tâm thì không ai dám mua đâu. Phải vậy. Bởi vì người ta sợ dòm thấy bàn kia bàn xả đó. Nào, bây giờ mời ba người chúng ta hãy cùng đến với hội quán Tiểu Lâm, phần thử thách ngược bắt đầu. Trời ơi, thấy chưa? Giờ đây nè. Đây, nói cho nghe, đừng nhìn thấy họ có vẻ e dè sợ sệt như vậy mà chúng ta nao lòng nha. Cứ giữ vững tinh thần, quyết tâm cào cho tới bến nha. Chuẩn bị bắt đầu. Không ăn gì? Không ăn. Nó nghe nè, tính vô ba người chấp 4 người, còn người đâu rồi? Giờ tao bên này thấy chung người cũng ổn nên đã đi ngủ rồi. Hay là nghe đồn chúng tôi quay trở lại rồi bỏ của chạy lấy người? Đâu có. Lâm bệnh mới bất tận hương hả? Ba đẹp hả? Đẹp quá. Nghe nói là quán này là hội quán Tiểu Lâm phải không? Đúng rồi. Tiểu Lâm thì phải cười phải không? Ba người cái tấu hài cho cười coi. Ra tấu hài đi, ba tấu hài sao cho cười đi. Ra đi. Tiết mục mua vui cho ba thực khách. Này, dạ, kính thưa quý vị, dạo đây là tiết mục tấu hề. Đến với tiết mục đầu tiên là tiết mục cười chết luôn. Rồi. Trời ơi, tiết mục mà tấu hề cười chết luôn. Bây giờ tới tiết mục khán giả chết theo. Đó, giờ ba người thiên vô đi, dẫn đi. Đi vô. Trời ơi, bữa nay tập tạ nè, tập tạ miễn phí. Hai, ba. Ê, thiên vô phải theo. Thiên. Không nổi. Rồi,
Tiết Mục cười chết rồi phải không? Bây giờ tới Tiết Mục ra phục vụ văn nghệ đi. Con bé đó hát bài nghe chơi. Hát hát cải lương đi, nghe nói hát hay lắm. Nói chung là hát cải lương nhảy hip hop. Bên hát cải lương hay nhảy hip hop. Rồi. Ai trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Nó sẽ hại người ta thì người ta hại lại. Hai ba. Trời ơi, từ từ đã. Hát đi. Có suy nghĩ thấy cái gì vậy? Hát đi. Hát đi. Hát đi. Rồi rồi, nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Ok. Tình ta cách xa lìa xa, không nhà phải chết được. Ta lớn rồi, cha con tôi đã đáp ứng theo lời yêu cầu vừa hát cải lương mà vừa múa hip hop rồi đó. Bây giờ chơi tiết mục cuối cùng đi. Dạ không, bây giờ em muốn nghe nhạc con nít. Nhạc nít hả? Dạ đúng rồi. Ai hát? À, cái mặt lão thành nhất cứ hát nhà con nít. Vậy mặt nói con nít luôn mặt, hay chứ. Nói ai mặt lão thành nhất hát bà con nít. Cháu lên bà, cháu vô mau nhé. Cô thương cháu vậy chứ không khóc nhẹ. Không khóc nhẹ, đừng đừng đây. Ta vào nhà mai, ta lần vui cái cài. Tráng sĩ còn một yêu cầu nữa tráng sĩ. Bây giờ ba người sẽ làm tiếng theo tôi yêu cầu. Làm gì nè? Làm gì? Đầu tiên là tiếng chó hú. Tiếng chuột kêu. Cái gì vậy? Chứ? Chuột kêu. Rồi đủ rồi. Xin cảm ơn các vị thực khách đã cho những nhân viên trong quán ăn của chúng tôi những cái thử thách rất là thú vị. Nhưng mà tôi nghĩ là các bạn còn hiền đó. Cái thử thách các bạn đưa ra vẫn còn khiêm tốn, còn nhẹ nhàng. Em tính đưa ra một thử thách đó là để sợ anh Tài đứt chỉ máu chết. Thử thách gì? Ẩm Hoàng Mập mẹ bồng con đi. À, bạn mà đưa thử thách đó ra chắc chắn là cái gia đình này không thể nào mà đáp ứng được đâu. Chỉ như đó thôi cũng đủ làm cho gia đình này là sức bất xa bằng, mệt mỏi lắm rồi. Một tràng vỗ tay thật to dành cho tất cả các thành viên trong gia đình của hội quán Tiếu Lâm. Thưa các bạn, ngày hôm nay chúng ta đã có những giây phút rất là vui cùng với ba vị thực khách khi đến với hội quán. Và để đánh dấu ngày hôm nay ba vị thực khách đã đến với hội quán của chúng tôi cũng sẽ có những món quà lưu niệm để dành tặng cho ba vị thực khách. Cái món quà này để chưng thôi chứ không phải để ăn nha. Không có ăn được. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Hội Quán Tiếu Lương. Và ngày hôm nay hội quán của chúng tôi đã trang hoàng bằng một màu sắc hoàn toàn mới, rực rỡ hơn, lấp lánh, lung linh, chiếu chiếu hơn rất là nhiều. Cái khung cảnh của quán ăn này gợi cho chúng ta nhớ về những câu chuyện ở xứ sở Ba Tư với nhiều những cái phép thuật kỳ lạ, những câu chuyện huyền bí. Và hôm nay cũng như thế, hội quán Tiếu Lâm sẽ lần lượt tiếp đón tất cả là ba vị khách sáng, buổi trưa và buổi chiều tối vào đây thưởng thức những món ăn độc đáo của hội quán. Nhưng mà trước tiên xin được giới thiệu các thành viên của hội quán Tiếu Lâm của chúng tôi. Đầu tiên, ông chủ quán Chí Tài. Bà chủ quán Ngọc Lan và cô con gái xinh đẹp Dương Cẩm Linh, cùng với anh chàng bồi bàn vui tính Hứa Minh Đạt. Và tất cả nhân viên phục vụ của quán ngày hôm nay đã ăn mặc rất là quyến rũ và gợi cảm, trong đó có tôi. Thưa quý vị khán giả, khi đến với chương trình này thì những vị thực khách sẽ bị gia đình chủ quán này đưa ra những thử thách rất là hóc búa. Nhưng mà nếu như mà họ cảm thấy rằng họ không thể nào vượt qua được thì họ có thể nhờ đến một nhân vật bí ẩn. Khi họ kêu lên trời ơi giúp tôi với thì sẽ có một nhân vật bí ẩn xuất hiện, đưa ra những tình huống để giải cứu họ. Nhưng họ cũng có cơ hội hành hạ ngược lại cái gia đình này ở thử thách cuối cùng mà chúng tôi gọi là thử thách ngược. Vậy thì chúng ta cùng chờ xem hôm nay hội quán Tiếu Lâm của chúng ta sẽ tiếp đón những vị thực khách nào, cũng như là họ sẽ vượt qua những khó khăn ra làm sao nha. Nếu như thấy rằng vị thực khách của chúng ta mà khó quá, không vượt qua được thử thách, thì các bạn khán giả có thể bấm nút để nhờ người bí ẩn đến giúp đỡ. Hãy chào đón vị thực khách buổi sáng của chúng ta đi nào. Anh Linh. Xin chào. Ủa trời ơi, cái này nữa hả? Vậy nè, ai đây, ai đây? Em không biết nữa. Hả? Bởi vì anh kêu em vô quán để ăn rồi cứ để em ra, bác em bận đồ rồi. Em nghĩ chắc em làm Alibaba quá. Alibaba. Giờ mở cửa chắc 40 tên cướp đứng chậu. Trong đây nè, có 4 tên thôi nè. Có 4 tên thôi là muốn trào máu rồi nha. Đừng nói 40 tên. 4 tên đại diện cho 40 tên đó. À đó. Nhưng mà đây là hội quán Tiếu Lâm. Trong đây giống như là một cái quán ăn. Nhiều món ăn ngon, nhiều món ăn hấp dẫn lắm. Chà, nhìn cái tướng vậy chắc là ăn cũng tốt lắm đây đúng không? Dạ, em khoái ăn lắm. Nhưng mà chả biết bạn có phải là Alibaba thiệt hay không nữa. Nhưng mà thôi bây giờ mình cứ vào trong đó đi, rồi mình sẽ biết bạn là ai nha. Vào rồi biết ha. Vào rồi biết. Nào, xin mời hội quán Tiếu Lâm mở cửa ra nào. Tạm biệt. Mừng quý khách đến với một xứ sở thần tiên, một xứ sở không thể nào tưởng tượng nổi. Xí xí, ông là ông thần nùi dẻ hay gì vậy? Không biết ta đâu, từ từ sẽ biết. Đến với xứ sở thần tiên này, bạn phải có một vũ điệu chào mừng. Hãy nhảy cùng tôi nhé. À. Vô. Vô. Hey. Gì vậy? Đi nhảy này. Đi nhảy gì? Đi nhảy này nhìn quen lắm. Ai quen? Aladdin phải không? Sao biết tôi vậy? Không nhận ra tôi, không biết tôi hả? Ông ai? Biết này là gì không? Cái này không biết kêu bằng cái gì luôn á. Cái đèn thần đó. Cái đèn thần hả? Biết tôi là ai không? Ông là ông cầm đèn thần. Đúng rồi. Số tôi nó vậy á. Là sao? Lẽ ra là cứ ôm cái đèn này đứng nhìn vậy đó, hết dầu cái châm vô, hết dầu cái châm vô, đứng cầm cái đèn vậy hoài luôn, số nó vậy. Vậy hả? Ê, bữa nay cứu thoát tôi được số rận này giùm không? Dạ, tôi kêu làm gì không? Bây giờ chà cái đèn cho ông thần xuất hiện lại để tôi giao cái đèn này cho cậu chứ, bây giờ tôi cầm cái đèn vậy hoài, tôi đứng tôi cầm hoài tội nghiệp tôi chứ. Bây giờ tôi chà hả? Đúng rồi, chà, cậu thần chú đi chứ. Tôi đâu có biết thần chú đâu Đọc. Đinh mấy năm trước trà là ra ông thần đèn mà. Trời ơi, lâu quá nó đổi bát rồi ba ơi. Gắng nhớ giùm tôi trà cái đèn độc thần chú giùm cái đi. Mà giờ tôi không nhớ cái account nó là cái gì nữa nè. Account bát quật gì cứ trà nhớ trong đầu nhớ cái gì, độc thần chú, nhảy múa, điện vũ gì đó. Trời ơi, tội nghiệp tôi quá mà. Tôi không biết. Lại ông xuất hiện là không phải rồi đó. Chứ giờ đó nói cái gì mới ra. À tôi nhớ con thần chú rồi. Câu gì? Tờ hần chờ ú. Tờ hần chờ ú. Đọc nhanh 3 lần. Tờ hần chủ. Đúng rồi. Không. Có tiếng cười.
quá, lâu quá rồi mới ra qua đây được. Trời ơi, ông mừng quá. Ai đã kêu tôi ra cái đằng thần? Đây đây. Ai? Aladdin, Aladdin. Aladdin đi à? Dạ. Không phải không? Dạ đúng rồi. Nhớ cách đây mấy chục năm ngươi ốm lắm mà. Dạ. Sao bây giờ ngươi mập như vậy? Con, tại con mau lớn. Chừng nào đẻ? Hả? Dạ chừng nào ông đẻ con đẻ. Thôi thôi. Lần trước á, ta cho ngươi ba điều ước. Bây giờ ta muốn lấy lại. Vậy sao kỳ vậy? Cho ngươi phải lấy... cho ta lợi ba điều ước. Nếu không ta sẽ đi theo ta ám ngươi hoài. Không ngày nào ngươi ăn ngon ngủ ngon. Biết chưa? Ba điều ước xin lại con đâu phải thần đâu con cho. Cứ xin đi. Cái chà chà đó là nó sẽ có hiệu nghiệm liền. Ai rồi. Xin? Ta. Dạ, ông xin mà ông kêu ông cứ xin đi. Ta đúng xin. Rồi. Đúng ta rồi. Ta xin con điều ước. Dạ ông xin con cái gì? À để coi coi. Ta là thần mà bây giờ ta xin thì ta phải suy nghĩ. À. Dạ. Ta muốn thấy một cái điệu múa móc mỡ. Múa móc mỡ ông hả? Không, ngươi móc mỡ. Ngươi múa móc mỡ cho ta coi. Múa mỡ thôi chứ móc mỡ thì múa mỡ thôi chứ múc móc rồi mỡ. Thôi được rồi. Ông cũng có mỡ mà sao ông đối xử với người có mỡ kìa. Múa mỡ cho ta coi cũng được. Rồi múa mỡ đi. Múa mỡ thôi. Múa cho đẹp nha. Không đẹp là ngươi sẽ chết chứ ta đó. Trời ơi. Được chưa? Hay hay. Thôi được rồi. Được chưa? Bây giờ con được ước thứ hai. Ước gì để vậy? Để coi à. Cái điều ước này ta muốn dành cho con gái cưng của ta. Vai. Để ta kêu con gái ta ra. Không có con gái nữa. Có hả? Con gái cưng của ta đâu? Mau xuất hiện. Ủa? Hôm nay tại sao ai móc cha ra đây vậy? Con hỏi là ai móc cha ra đây? À đây, chính là chàng Aladdin. Ôi xin chào một anh chàng dễ thương, múp míp, mỏng mỉm và rất là béo phì một chút. Tại vì Aladdin của em ngày xưa bay trên thảm không có thể nào mà mập như vậy được. Bay trên cái thảm mà mập vậy nó mới thê thảm đó. Được rồi, sao cũng được. Nhưng mà em rất là cảm kích vì anh đã chịu khó chui vô hang này để mà gặp em. Bây giờ em rất là mừng. Cha ơi, cha nhớ là cha cho con ba điều ước không? Bây giờ con thực hiện một điều ước liền nha. Được, con có một điều ước. Ông ước hết điều rồi. À, cha ước một điều rồi, bây giờ con một điều thứ hai. Có hai hả? Ôi vậy đó hả cha? À, một điều thôi con. Anh có thể múa rắn cho em được không? Và em sẽ trổ tài thổi sáo. Lấy hả? Đạo cụ cho ta. Rồi rồi. À Linh. Giờ tôi múa làm con rắn hả? Bữa nay là con chúa thổi cho con rắn múa nha. Ừ. Làm sao mà con rắn từ lúc nằm á nha mà em thổi á nó phải con rắn nó ngồi nằm hay nó bò cũng giống nhau mà. Thì bữa nay nói nè, nói chung là con rắn nó cuộn tròn lại đó. Trước khi nó bò, hiểu chưa? Sao con cuộn được chứ? Trời ơi, ta muốn cuộn. Không được. Cha ơi, cái này là con rắn hay là con chăn nha? Cái bụng rồi. Cái đầu cái... Khó mà vậy. Rồi nè. Trời ơi. Được. Cái vũ điệu gì vậy trời. Hay quá vậy. Một, hai, ba ta thổi nha. Thổi lên. Rắn đang bơi luôn kìa. Bắt đầu. Bò đi. Cho con rắn nghe hip hop đi. Trời ơi. Thôi cha, con đã thấy vui rồi. Tính ra là chàng trai Aladdin này cũng làm cho con được vui. Hay quá. Cảm ơn chàng. Anh già Aladdin nè, ra là giúp tôi hai ước rồi, tôi cảm ơn. Có đồ ăn bồi bổ cho anh. Đợi chút xíu nha. Anh ngồi xuống đây. Có được ăn. Đây. À, được ăn. Món ăn quen thuộc của xứ sở mình. Cái này ăn cái gì vậy? Trời ơi, cái món ăn này là mấy con rắn khoái lắm. Ủa làm sao? Ta phải giới thiệu. Cái này là một món trứng. Trứng kiến không? Không phải. Đó là trứng. Mấy trứng này ướp la hết rồi đó. Chết không? Chết không? Không có chết. Món này mấy con rắn nó khoái lắm. Có thể ngủ lâu thôi. Được, ngon mà. Chưa ăn chứ phải chưa liếm. Nhấp môi mà. Rồi quất đi. Ăn rồi ăn là chưa uống rượu chấm môi. Cái muối thơm quá. Đúng rồi, ngon lắm. Thấy ghê quá. Ngon mà.
Rồi, cảm ơn đã giúp hai thầy Phước nha. Rồi, rồi, sao nữa? Mời phu nhân, mời phu nhân ra. Ai móc ông ra vậy? Đây, người đã móc ông ra. Aladdin. Ồ, Aladdin. Rảnh ha. Người ta ở trong đây thì để cho người ta ở trong đây đi. Móc ông ra chi vậy hả? Ừ. Dạ con rảnh mà, con rảnh con mới vô động chứ con không rảnh con đi chơi rồi. Con dạ. Có xin ba điều ước. À, người ta đã về xin được hai điều rồi. Còn một điều cuối cùng tôi muốn dành cho nàng. Đúng rồi, đúng rồi. Trời Aladdin, tôi á, từ hồi nào tới giờ á, tôi ở trong cái hang này nè. Mà hả, trong hang nó không hề có một cái gương nào hết để cho tôi soi mặt hết. Nên tôi không thể nào hình dung ra được nhan sắc của tôi nó đẹp tới cỡ nào. Ai cũng nói tôi đẹp hết, mà tôi không có tin. Bây giờ á, Aladdin làm ơn á, cho tôi một cái gương để mà tôi tin tôi đẹp đi. Con thấy bà không tin là đúng rồi đó. Sao vậy? Đúng rồi đó, ở đây ai còn đẹp qua tôi. Trời ơi. Má con á hả? Trời ơi. Má con mà chặt cái ớt à? Trời ơi. Nó là con của chồng tôi chứ không phải con tôi. Cái gì vậy? Con ghẻ hả? Khổ quá, tao đi có gắn có bao thời gian đâu mà hai má con là mâu thuẫn vậy. Dạy con lại đi. Trời, từ từ từ. Như cái gương. Lấy gương ra đi để tôi soi coi ai đẹp hơn ai. Cái gương. Nè, bây giờ chỉ cho. Nè, bây giờ nè. Hả? Đứng đây. Bây giờ đây là cái gương ha. Đây là cái gương. Tôi là cái gương đó hả? Đúng. Aladdin là cái hình ảnh phản chiếu của tôi. À. Đó. Thì bây giờ tôi soi gương nè. Đẹp lắm. Cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, để nhạc cho gương nhảy luôn kìa. Trời ơi. Làm được hết trơn á, bực bội. Tôi phiền ta. Là đúng rồi. Ông cho đó, ông chưa thấy gương bao giờ luôn hả? Ông nhìn vô là thấy ông luôn rồi đó. Ông Vũ sao vậy? Không có sao hả? Giờ cũng chưa thấy gương sao cho con sâu chút xíu ông chủ. Gương ơi. Ê. Ê. Chạy chết rồi. Sao hại bạn? Ôi, hay quá vậy ta. Hay quá vậy ta. Trời ơi, cái gương. Trời cái gương. Sao mập quá vậy? Sao mập quá vậy? Không giỡn nha. Giỡn nha. Thôi nghỉ nghỉ. Ông chủ như đây đủ rồi. Đây đủ rồi. Đủ rồi. Ôi. Bây giờ. Ê, cái gương bị lỗi rồi. Sao vậy? Cái gương bị lỗi rồi sao? Mình tới 4 người mà nó có 1 người vậy? À kỳ quá. Cái gương bị lỗi rồi. Đập cái gương đi. Cái gương này bị hư rồi. Đập cái gương này bị hư. Trời ơi sao đập tôi như vậy? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ngài là ai? Ta chính là thần đèn. Cái gì? Cái gì? Ông nói cái gì? Ở đây chỉ có một thần đèn thôi. À, là đi. Dạ. Trời đó. Dạ. Đúng là ở đây chỉ có một thần đèn. À. Nhưng thần đèn đó chính là ta. Dù lý. Chuyện gì mới là có lý? Bây giờ tôi với ông thử thách. Nếu ông là thần đèn thiệt, tôi sẽ ở lại đây làm công không cho ông suốt đời. Được. Nếu ông là thần đèn giả, tôi sẽ đưa cậu Aladdin này ra khỏi động này. Được. Mời ông. Hay quá.
Wow! Thằng đen à? Bước đầu là... Lấy cái chân này lên coi. Bây giờ con vợ làm thế được không? Rồi chống lên đi luôn. Chết. Thử thách này có lẽ đối với ông nó hơi khó. Hồi nãy ông đã bảo cậu ấy cuộn tròn. Bây giờ ông cuộn tròn với tôi được không? Hay quá. Cuộn đi. Đâu rồi? Cuộn đi. Cuộn cái này. Tào lao. Thằng đèn người ta làm cái gì cũng được. Thằng đèn này là thằng đèn gió. Dạ. Thằng Phi, thằng tầm 7, tầm 3 cũng nhận là thằng đèn. Thì nói cho ông biết, muốn biết thật hay giả nên mua hàng chính hãng. Mà hàng chính hãng ở đâu? Đây nè, hàng chính hãng nè. Wow. Đi. Dạ đi thôi. Đây, mời ông. Ê. Dạ. Mình là thân mà. Mình dạ. Bay, chứ bay. Ông coi ông mới sợ. Bay luôn à? Tụi tôi bay, tụi tôi biến ông mới sợ. Hồ biến. Trời ơi. Hết vô hôn vô. Tôi dưới đau quá. Anh hỏi đây phải là phim trường cái game Hội Quán Tứ Lâm không? Bây giờ Ngọc Tưởng đã có mặt tại phim.
tráng sĩ, có tới hai tráng sĩ đến với hội quán của chúng tôi. À, hai bạn là ai? Em nghĩ chắc em là tướng lĩnh hay là cái gì đó. Còn bên đây thì sao? Vua. Vua. Vua mà bị cận thị á. Kệ ta, vua cũng có tật được vậy. Ủa, vua không có tiền đi mổ mắt hả? Hả? Thích gu vậy anh. À, vua thích em kiếm. Ủa, mà nó nghe là sao vua môi thâm dữ vậy? Chắc nãy ăn trái chăm nó bị thâm. Ăn trái chăm cho nên nó bị thâm. À, thiệt ra tôi cũng chưa biết hai bạn là nhân vật nào khi đến với cái hội quán Tiếu Lâm này. Tất cả mọi cái nó còn nằm đằng sau cánh cửa của chúng ta. Hy vọng rằng khi hai bạn bước vào hội quán của chúng tôi thì hai bạn sẽ được thưởng thức những món ăn ngon cũng như là sẽ có được nhiều điều bất ngờ thú vị. Là món ăn bất ngờ chứ hả? Không biết, không có nói trước được. Thường là bản thân tôi cũng chưa biết đâu, vào trong đó đi rồi lúc đó mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nào xin mời hai tráng sĩ quay mặt lại và hội quán Tiếu Lâm mở cửa ra nào. Chào mừng hai vị sơn thần quỷ quái đến đất nước xa xôi của xứ sở xa lắc. Ai là sơn thần, ai là quỷ quái? Hả? À, đây chắc là sơn thần, đây chắc là quỷ quái. Cảm ơn hai người đã tới dự cuộc thi tuyển phò mã để lấy được công chúa con gái của ta. Hai người phải trải qua một cuộc thi. Đề thi sẽ do hoàng hậu. Hoàng thượng, hoàng hậu nãy ăn thanh long còn giúp với hậu thanh long trên. Không, đây là cuộc thi của hoàng hậu của ta một, đó. Một ruồi cặp đó. Là con à. Tưởng đâu ăn thanh long bị dính. Thôi được rồi, như hoàng thượng đã ban chiếu chỉ cuộc thi tuyển phò mã thì nếu như các khanh vượt qua được cuộc thi, các khanh sẽ được hoàng thượng cho làm thái giám. Cái gì? Phò mã? Lộn, văn này của ông mà ông kêu tôi nói đi. Trời đất ơi, động. Nếu như các khanh vượt qua được cuộc thi thì các khanh sẽ được hoàng thượng gả công chúa cho. Các khanh đã sẵn sàng chứ? Hoàng thượng cho thấy mặt công chúa trước được không? Đúng rồi. Thì đi rồi dắt công chúa ra, ta đẹp vậy thì dĩ nhiên con ta phải đẹp hơn rồi. Lỡ xấu khỏi thì khỏi mất công. Nên nhưng mà yên tâm, công chúa đẹp hơn hoàng hậu nhiều. Bây giờ cái gì? Chứ lỡ xấu em lấy thì sao giờ? Thề công chúa đẹp đi. Người ta xấu nhưng mà người ta giàu. Thôi. Bổng hoàng phượng và bổng hoàng hậu. Có khách rồi. Dạ con xin phép đi vào. Đứng lại. Trong cung của ta mà nhà ngươi muốn đi đâu là đi hả? Đâu phải cái chợ. Không có phép tắc gì hết. Thôi, ra đây thi đi. Mình thi á là mình phải vô đây, mình phải giữ đúng phép tắc, không được đi tới đi lui. Đức vua hoàng hậu la đó. Ê! Đi qua kia đứng đi. Đứng chỗ đó thì cũng được vậy. Mày tới lúc đây ta dòm được rồi nè. Ta sẽ đọc thể lệ cuộc thi. Và dĩ nhiên cuộc thi nó sẽ có nhiều vòng. Và đây là vòng thứ nhất. Như các khanh cũng đã biết, ông bà ta thường nói: nam thực như hổ, nữ thực như miêu. Và vòng một là vòng thử thách cái chuyện ăn uống của các khanh. Ở đây có hai đĩa thức ăn. Các khanh phải ăn hết hai cái đĩa này. Nếu như người nào mà hoàn thành trước, người đó sẽ được 10 điểm. Người về sau sẽ được 5 điểm. Ta xin được giới thiệu hai món ăn. Món thứ nhất, Ngọc Châu đẫm lệ. Món thứ hai là lòng lan dạ sói. Là sao ăn đi rồi biết. Cuộc thi sẽ được chính thức bắt đầu sau khi ta đếm đến số thứ 3. 1, 2, 3. Nhanh quá hả? Đếm từ từ. Trời ơi, bắt đầu. Ai mà về trước là được 10 điểm nha. Về sau là dấu 5 điểm rồi nha. Thank you.
hai đứa bay tính hùng với nhau hả? Dạ, chơi đi. Uống nguy hiểm nha. Cay quá. Cái gì vậy? Mày cái gì vậy? Giờ áo bào trong bào của ta hết. Còn nghĩ mệt đúng không? Ta là ta biết nhà ngươi không có thích ớt. Biết mà. Để lấy thêm miếng nước cho uống. Nước đâu rồi? Đây. Ngươi cần không? Được chưa? Xong chưa? Rao nước mũi à. Chia cho hình 6357 đi. Đừng thi nữa. Ai gần chết là ăn hết, không có nhiều. Yêu ai đi. Rồi. Gã. Cái gì? Chưa hoàn thành xong vòng thi. Sau khi đã hoàn thành xong vòng thi thứ nhất, các khanh sẽ đến với vòng thi thứ hai. Đây là vòng thi thử sức mạnh. Chưa nói hết được có mừng. Chồng vua hoàng hậu này nhìn mặt hiền chứ ác lắm. Ở đây ta có hai đồ dở. Lấy ra mình. Nhiệm vụ của các ngươi là sẽ mang vớ vô. Sau đó sẽ dùng ngón chân để tháo vớ ra. Đơn giản nhẹ nhàng thôi đó. Dễ ợt. Mang vớ vô tay. Vô chân. Vớ là để mang vô chân. Ngoài mang vớ vô tay hết. Không có mang vớ nào mang vô tay hết á. Cởi giày ra. Để rồi đi. Không, cái không. Gì? Cứ tự mang. Giỡn mặt ha. Mang vô đi. Mang vô. Rồi chưa? Rồi xong chưa? Lấy tay tháo nè. Ê! Lấy ngón chân tháo. Rồi nè, giơ hai cái chân ra đây nè. Cho người ta coi, người ta thấy nữa chứ. Được chưa? Nè. Rồi. Ngươi để vậy, ngươi gọi. Tao nghĩ đâu có hai cái chân thôi, một chân, hai chân nè. Vậy được rồi. Mày nó trả treo dễ sợ luôn tao ơi. Mày mà lấy được con tao thì mày làm con rể tao đó nha. Chứ không phải làm ông nội tao nha. Rồi, cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu sau khi ta đếm đến số thứ ba. 1, 2, 3. Bắt đầu. Hai mày về trước được 10 điểm. Rồi, 10 điểm. Mới hai vòng là mới hai vòng thôi. Ai hơn là gã liền đi. Còn nữa con ơi, trời ơi, lấy vợ đâu có dễ, vợ đẹp nữa. Giờ sao? Có mang dài vô nữa không hay để chân không thi tiếp? Muốn làm sao muốn à? Để chân không cho nó mát. Sau khi kết thúc vòng thi số 2 thì tỷ số hiện tại đang là 1-1. Cái gì 1-1? Cái gì 1-1? Ăn gian hả? Bộ bộ làm vua muốn ăn gian, ăn gian lúc nào cũng được hả? Ai biết ở chổng kêu 1 điều thì ngoài đây nó 1 điều thôi. Ở chổng ai? Thầy dám kêu hả? Thầy dám kêu 1-1 hả? Bây giờ có thi nữa không? Lỡ rồi thi. Vòng 3 nha mình. Rồi vòng 3 đi. Cái gì là 1 điều vậy hả? 1 điều rồi. Ta muốn cho sao ta cho kệ ta. Sau khi kết thúc vòng thi số 2 thì tiếp tục sẽ là vòng thi số 3 chứ không phải là vòng thi số 4. Phải theo thứ tự nha. Dạ biết. Ừ. Vòng thi này được mang tên là hỏi nhanh đáp nhanh. Điều kiện đặt ra là mỗi khanh sẽ mỗi người sẽ cầm một chiếc vòng. Không phải là vòng đeo đâu, không phải cẩm thạch đồ đâu nha, đừng đi tìm. Đâu. Mà là vòng để lắc. Hiểu không? Nhiệm vụ của các khanh là vừa lắc vòng, vừa lắng nghe câu hỏi của ta đặt ra và phải vừa trả lời một cách rất nhanh, gọn, lẹ. Ai trả lời được nhiều, nhanh, gọn, lẹ thì người đó sẽ được 10 điểm, người về sau sẽ được 5 điểm. Xin nhắc lại tỷ số hiện giờ là 1-1. Vòng thi sẽ được bắt đầu sau khi ta đếm xong tiếng thứ 3. 1 3. Ta nhớ 3, đang thi nhớ 3. 2 3. Lắc đi con. Hỏi đàn ông và con trai khác nhau chỗ nào? Là một người là con trai, người là đàn ông. Sai rồi, con đàn ông nghỉ trên cây, con trai dưới nước. Đàn ông á, nguyên một đàn ông vậy nè. Còn con trai tại sao dưới nước là hiểu rồi đúng không?
đúng không? Khỏi đừng giải thích nha. Quay con, quay con. Trò gì đàn chơi? Thôi nó lớn rồi, cho nó thua đại nha, con vua nào gã đi. Mày im đi, chút tới mày giờ. Rồi, quay đi. Trò gì càng chơi càng ra nước. Quay, à, quay. Trò gì càng chơi càng ra nước. Quay, quay đi. Mày lắc đi chứ mày đừng có quay như vậy. Thế nào? Trò gì? Quay, quay. Mày đi mà tao mệt quá. Rồi, mất rồi. Trò gì, trò gì đúng khó vậy? Lên cờ. Ờ ha, đúng rồi. Đánh cờ ra nước, cờ đó. Câu hỏi số 3. Quần nào rộng nhất? Quay. Quay con. Quần nào rộng nhất? Quần nào rộng nhất? Quần. Quần nào biết? Cái này biết, biết. Mày biết. Quần nào? Mày biết quần nào rộng nhất không? Biết. Quần gì? Quần chúng nhân dân. Hay quá cậu ơi. Chắc ông vua. Chắc ông vua ra. Nhưng mà cái câu đó của thằng này chứ không phải của con. Vua ơi. Nghi quá. Mua đề trước rồi. Câu số 4. Vua. Vua gọi hoàng hậu bằng gì? Bằng gì? Để lên. Gọi bằng cái miệng. Ông mày. Ông mày. Gọi bằng cái miệng chứ lẽ gọi bằng cái lỗ mũi. Bằng miệng hả? Đúng rồi. Hay quá. Đúng rồi. Đúng rồi. Câu số 5. Câu này khó nè. Gì? Bệnh gì phải bó tay? Quay lên. Quay. Bệnh gì thần nghi bó tay? Ờ. Chưa không được. Phải bó tay. Bệnh năng y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bệnh hết giờ. 2, 3, hết giờ rồi. Hết giờ. Bệnh gãy tay thì thần y phải bó tay. Trời ơi, cái này nóng lắm nè. Trời ơi. Nè, đất nước của ta, tất cả con người và tất cả mọi chuyện nó đều đơn giản. Được rồi, người đứng ngồi đây đi. Nghĩ mọi chuyện đơn giản thôi, đừng nghĩ mọi chuyện phức tạp. Rồi, rồi, quay. Đứng đây. Tới Khanh, đứng lên. Nãy cho ăn cái gì sao giờ đang muốn đau tử ghê luôn, cái việc ác ghê. Dạ, con gái mà mệt quá. Chưa? Rồi. Hỏi đi rồi quay. Câu hỏi đầu tiên. Cái gì? Nắm không được. Chặt cũng không được. Quay. Quay. Quay nha, quay nha. Quay nha. Cái gì nắm không được, chặt cũng không được? Câu trả lời là không biết. Sai rồi, sai rồi. Khỏi quay nữa. Là nước. Trong tất cả các loài động vật có vú, con nào không có nhảy được? Quay, quay, quay. Ê, lắc, 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 lắc. Có cái nhồi, cái heo gì đó. Lắc bụng, lắc bụng. Lắc bụng, lắc bụng. Lắc bụng không biết. Không lắc bụng là không được tính câu này rồi, thua. Nè. Trả lời. Bây giờ trả lời không? Hả? Trả lời. Trong tất cả các loài động vật có vú, con nào không có nhảy được? Quay, con voi. Đúng rồi, hay quá, chúc mừng. Câu hỏi thứ 3. Cái gì càng tức người ta càng biết? Quay. Quay. Bí mật hả? Phải bí mật không? Không, không, không. Bí mật tốt cả lời mất tiêu luôn á. Quay, quay. Càng tốt càng biết hả? Càng tốt càng biết. Tao đếm nha, tao đếm nha. 1, 2, 3, hết giờ. Gì? Trả lời đi Hoàng Hậu. Cất nhà. Rồi, tiếp tục Hoàng Hậu. Cất cái nhà chà ba lửa là người ta phải biết rồi. Không? Bắt đầu. Sai nha. Câu kế tiếp. Thôi. Mệt, không hỏi nữa. Thôi thích hỏi nữa đi. Thôi thích hỏi đi. Hỏi nữa mới thắng được chứ. Hỏi gì hoài không biết. Điều, 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 điều. Điều nha, điều nha. Cái gì điều? Đúng rồi. Quê, quê, quê. Vua, vua, trả ghế này vua. Cái gì kỳ cục vậy? Qua đây. Không, tôi kêu chồng tôi qua đây. Hai Khanh đứng ở đó. Trời ơi, lạ quá. Khang Tiến rồi. Quê đi cho đỡ Khang Tiến. Mệt rồi. Truyền cho đời công chúa gặp con. Kiều anh đâu, anh về đó. Đã lòng nhà biết tao đó mày. Chào Hoàng thượng. Dạ con xin chào Hoàng thượng. Tạ lễ, tạ lễ. Thiếp xin chào hai chàng tráng sĩ vạm vỡ. Mình anh à. Không cần chào người kia. À, thiếp nghe nói là ở đây có hai chàng Sơn Thần và Thủy Quái. Không biết ai là Sơn Thần, ai là Thủy Quái. À, công chúa lầm rồi. Sơn Quái và Thủy Thần. Đây là Sơn Quái. Chẳng hay một trong hai ngài ai muốn lấy công chúa? Đương nhiên là ta. À, vậy hai chàng có mang sính lễ gì tới đây để lấy công chúa hay không? Kể cho ta nghe thử xem nè. Có không? Có chứ. Đâu nói kể ra coi. À,
hiện tài năng xem nào. Người nào vừa nhảy cái điệu múa nào mà ta có thể cười ha ha ha. Nói chung là ta trong cung này không bao giờ được cười cái kiểu sảng khoái đó. Nếu mà có ai làm cho ta cười được đừng đừng mày ơi, đi ra đi. Ta sẽ đồng ý. Chuyện này quá dễ. Sơn thần thì trước kìa. Thì trước đi cưng. Cười đi công chúa, cười ha. Trời ơi cái thằng này nó khùng hả. Cười. Cười. Mày cười một cái đi cho nó đừng nhảy nữa, tao nhức đầu quá. Cười. Cười đi. Cười đi. Rớt ngon con nai vậy. Cười. Cười đi. Cười đi. Một lần nữa, trong hai người ai là người cương quyết muốn lấy công chúa nhất? Dạ con. Con điên, con điên kia. Nãy giờ tao mệt quá, tao lùng bùng lỗ tai, tao qua mắt tao không để. Mày có khùng không? Mày đi vô kêu công chúa ra đây coi. Lỗi hai già. Ngựa ngựa không hà. Nó nô tì mà nó làm như nó công chúa vậy đó. Ê, dám lấy đồ công chúa. Nô tì hả? Hỏi đi, hỏi này không lấy công chúa này lấy nô tỳ cũng được. À lấy nô. Dạ thưa phụ thân, dạ thưa phụ mẫu, mới ngủ trọng ca kêu làm gì mệt quá. Đang ngủ trọng mệt muốn chết luôn. Tự nhiên kêu qua đây để cho ta ngủ trọng giác mặt ở đây chi. Mệt muốn chết luôn à. Ôi con mà con cái cưng. Bình tĩnh thôi, đừng có giận. Mình giận. Đàn bà con gái nói chuyện nhỏ nhẹ thôi con. Bữa nay là... Con biết rồi. Bữa nay là có người tới cưới con về làm vợ đúng không? Đúng rồi. Bởi vậy con ra con kết thang ở đâu rồi? Đâu rồi? Trốn ở đâu rồi? Trốn ở đâu rồi? Đây nè, đây nè, con. Quê! Đây. Chào hoàng thượng. Dạ. Chào hoàng hậu. Dạ. Dạ chào thần y. Chào công chúa. Hai ông hãy đứng lên đi. Hoàng thượng. Sao? Thần thiết nghĩ một trong hai người ngài không nên gả công chúa cho ai cả. Tại sao? Còn hai ông, một ông là Sơn Thần lo về núi rừng, không lo cho cây xanh cây tốt để bảo vệ rừng núi. Một ông không lo cho biển cả sông ngòi, không lo cho cá tôm để cho người dân được sống, lo đi giành người công chúa như vậy. Quả thật ta lấy là thất vọng. Ngày hôm nay ta muốn gặp hai ông để bàn chút chuyện. Hai ông đi theo ta đi. Đi theo ta. Ở đây công chúa nó hại chết đó. Đi đi. Đi. Không nào lấy hả trời. Trời ơi, sao mày mua em cũng có xấu lắm hả trời. Không, con đẹp lắm. Con đẹp lắm mà sao đi không ai cứ là sao trời. Biết tại sao không? Sao vậy? Công chúa mà nghe giọng tưởng hoàng tử không á. Nói giống ma nữa. À vậy hả? À, bà xin mời hai chàng Sơn Thần Thủy Quái ra đây. Anh quay về hôn em hả? Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta vừa xem một cái biến tấu của cái câu chuyện thần thoại Sơn Tinh Thủy Tinh qua phần thể hiện của các thành viên trong quán ăn Hội Quán Tiểu Lâm cũng như là Ngọc Tưởng và Nhan Phúc Vinh. Không biết rằng Ngọc Tưởng và Nhan Phúc Vinh sau cái thử thách vừa rồi mà cái triều đình này đưa ra, các bạn cảm thấy như thế nào? Vinh? Em mệt quá. Lúc đầu không chịu nhá công chúa ra trước. Nhá công chúa ra đâu có ăn đâu. Trời ơi, đầu tiên là có nhá ra nè. Tại vì hai người tương tước thấy con gái ra đúng. Là ham hố lắm. Bởi vậy cái gì cũng phải cân nhắc cẩn thận hết trơn á. Thấy cái cô này bước ra đẹp quá mà cái tưởng là công chúa, ai ngờ chỉ là tỳ nữ của công chúa thôi. Và một tràng vỗ tay thật to dành cho tình huống vừa rồi của Hội Quán Tiểu Lâm. Xin cảm ơn anh Hoài Lê.
Linh đã giải cứu kịp thời cho hai sơn thần thủy quái. Và bây giờ mời sơn thần thủy quái lui về động nghe. Xin mời. Thưa quý vị khán giả, và như vậy là chúng ta đã tiếp đón đầy đủ tất cả những thực khách của chúng ta vào buổi sáng và buổi trưa rồi. Vẫn còn thực khách của buổi chiều tối. Chúng ta hãy chờ xem thực khách chiều tối mang đến cho chúng ta điều gì nha. Chuẩn bị lại quán của chúng ta nào. Quay lại đi. Quán thứ năm là hôm nay ngày cưới em, từ ly rượu nồng tơ duyên, và sau để tìm quên lãng, tôi uống sao hết đau thương, dĩ vãng là bông mây, tự trách mình đừng trách ai. Đời chỉ là một giấc mơ, đời chỉ là một giấc mơ u hoài. Hay đó. Ủa Linh, lâu quá không gặp mày à? Ừ. Phải không? Khỏe. Quan sát bán được không? Thấy không? Thấy có móng nào ăn hết trơn vậy? Bữa nay đóng đóng cửa. Mày hát mấy cái bài buồn quá. Dù sao đó, ngày xưa mày yêu người ta, trong cái bữa đám cưới tao không thể nào tưởng tượng được mày hát cái bài đó. Người ta đã không yêu rồi mà đám cưới còn lên giọng cái bài này nữa. Bữa đó mày xách dép mày chạy, cha mẹ ta la là đúng rồi. Nếu mà mày cảm thấy mày ghét nó, mày thù hận nó luôn, mày quất cái bài này nữa, tao nói nó không tới nó đốt nhà mày, tao con mày. Bài gì? Mày lên mày giới thiệu để giúp vui cho cô dâu và chú rể. À. Và cũng là người bạn cũ của tôi. Tôi xin hát bài Đồi Thông 21. Bậy quá. Dạ. Mới đây mà nhanh thiệt. Nè. Ê. Nói nghe nè. Gì? Cái ngày hôm nay là cái ngày mình thành lập ban nhạc. Nhớ không? Tao biết mà. Mới đây mà mấy chục năm rồi. Đó. Ê. Mà bữa nay thiếu một đứa nha. Hồi đó ban nhạc mình ba đứa mà. Đúng, ba đứa mình là chánh. Tao là đánh keyboard. Ừ. Mày là guitar. Guitar. Còn thằng nữa nó thổi kèn. Thì đó, thằng đó thổi kèn. Tao còn nhắn mà không biết nó có tới không. À. Lúc mà ban nhạc mình rã tao cũng buồn dữ lắm. Rồi mỗi đứa đi mỗi nơi, chả biết đường nào mà tìm. Cuối cùng mỗi thằng mỗi nghề. Khoan khoan, cho hỏi thăm chút xíu. Trời ơi, cái quán ăn của mình, hội quán Tứ Lâm bữa nay, tại sao không mở cửa đón thực khách mà hai ông ngồi nói chuyện nhau hoài vậy? Nghĩa, cuối cùng mày cũng tới rồi. Không phải. Trời ơi, vậy là đủ bộ ba mình rồi đây nè. Phải không? Trời ơi. Nhưng mà không phải, tại vì đang chờ cái thực khách buổi chiều tối này, sao không thấy ai vô trơn, để tiên hai ông ngồi nói chuyện nhau hoài vậy? À, quán. Cái chuyện ăn uống tính sao đi, gặp mày tao vui quá. Ôi, như mày là người khách đó đi. Trời ơi, ừ, vậy đi. Yeah. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Ngồi. Sao mày khỏe không? Dạ khỏe, khỏe. Con gái sao rồi? Dạ chưa có con. Trời ơi. Sao vậy? Mấy vợ? Chưa có luôn. Ủa sao kỳ vậy? Tao tưởng mày. Ủa gì? Sao kỳ vậy? Sao kỳ? Tao tưởng mày lấy cái con ca sĩ đó. Hả? Con Thúy đó. Con Thúy là chưa ca sĩ ban nhạc mình đó. À, mày với thằng này yêu nhau à? Cái? Mày với thằng này tao lộn. Mày còn lao. Tao đâu yêu nào? Tao nói là mày với thằng này yêu con Thúy. À. Hai đứa mới ghen nhau đó. À, đúng rồi. Hiểu rồi. Không phải lấy cô Thúy hả? Không có, Thúy còi phải không? À. Ừ, dạ, chơi nhỏ nó xương quá, không thích. Thúy mày chửi tao à? Có. Thúy mày chửi tao không? Mày không thích tao mày nói thẳng cái có gì đâu. Có đâu, nó giỡn mà. À, ủa rồi sao? Cái tên là cái chuyện đó làm sao? Nói chung là bữa nay á, là Tài nè, nó muốn anh em mình họp mặt lại. À. Cái ban nhạc hồi xưa đó. À. Không có gì hoài. Hồi xưa tức là đây là ban nhạc đúng không? Ừ. Trời đất ơi. Rồi có tôi nữa đúng không? Có tôi nữa, ba người. Mày đừng nói tao mày lẫn nha Nghĩa. Nhưng mà lo làm ăn quá là mày không nhớ gì trơn mày. À, thì đúng rồi, giờ này làm ăn công chuyện nhiều lắm, thành ra không có để ý. Không có nhớ lại cái chuyện quá khứ ngày xưa. Nhớ rồi, hồi xưa ban nhạc ba đứa mình, rồi có thêm Thúy Còi làm ca sĩ nữa. Đúng rồi. Bây giờ chuyện qua rồi tao nói nhắc là không phải là tao trách mày. Buồn quá, đang buồn chảy nước mắt. Buồn quá hả? Vậy thôi giờ anh em mình hồi xưa ban nhạc mà hát chung nhau bài gì đi cho nó vui. Không,
Mày hát mình mày. À, thôi, à, coi như là hồi đó tôi cũng mắc nợ hai ông đúng không? Giờ thôi tôi hát bài coi như trả nợ nha. Được. Hey. Hát bài Trả Nợ Tình Xa. Rồi hát đi. Dốc hết tình này ta trả nợ người. Dốc hết tình này ta trả nợ đời. Trả hết tình tôi vẫn nợ không thôi. Hey! Mắt đã mù loa vì nợ tình xa. Tóc trôi bạc màu vì nợ yêu nhau. Cậu biết ngày sau trả nợ tình nhau. Trả hết cho người. Trả luôn mắt môi nụ cười. Trả xong rồi còn hư không. Ngày gió, gió bay về trời. Ngày hoa sẽ rơi về hồi. Còn ta đưa nào cho ta. Em ơi em anh không thể. Nuôi bao nhiêu yêu thương này. Được. Rồi coi như giờ trả nợ, xóa nợ rồi nha. Tài. Ai vậy? Ủa? Ba. Ông đi ra đây. Ủa sao mấy em đang đi chơi mà sao về vậy? Đi chơi cái gì? Tôi đi ra tới sân bay rồi. Tôi thấy con mắt tôi nó giật giật là tôi nghi nghi. Tôi nghi lỡ nhà ông lừa dối tôi chuyện gì rồi. Tôi đi về rồi tôi mới thấy. Nè, đàn hát đồ ba. Ba tổ chức tiệc nhà hả ba? À đâu có. Sao vậy ông? Này... ông lừa cho mẹ con tôi đi nước ngoài để ông ở nhà ông kéo bạn, kéo bè ông tới đây. Hả? Để lập lại ban nhạc hả? Tôi đâu có ưa. Tôi đâu có ưa ba cái chuyện đờn ca hát sướng này đâu. Hồi xưa họ họ đối xử với ông như thế nào ông nhớ hả? Chồng chị làm cái gì không cần biết. Tụi tôi là bạn. Ở đây á không cần biết là phải bạn hay không. Đây là cái quán. Tụi tôi vô ăn được không? À bà chủ đó bình tĩnh đi, thật là mọi công chuyện căng thẳng quá, thật ra bữa nay là à? ông chủ đó này là hai thực khách của quán mình vô. Giận quá mà, trời ơi. Giận quá mất khôn đúng không? Hai thực khách của quán mình thôi đúng không? Đâu có khôn đâu mà mất. À đúng rồi, bình tĩnh đừng căng thẳng quá. Bạn nói đúng á, coi như là hai thực khách của mình thôi. À, có khách thì tốt chứ. Ờ à, mình phải bày ra những cái thử thách, tại bữa nay mình đi có mình ông chủ ở nhà tiếp hai thực khách thôi đúng không chủ? Dạ à, bạn. Đúng mà, con hiểu. Bây giờ phải ưa tôi đúng không? Ưa tôi đúng không? Không ưa. Không ưa tôi đi về. Trời ơi. Trời ơi em ơi. Em làm cái gì vậy? Tôi không có ưa. Bạn thân của anh mà. Bạn thân cái gì ngày xưa họ đối xử với ông như thế nào? Bà chủ giận quá mất thôi. Má ơi, còn một người nè má. Thôi. Mất thôi má. Bây giờ. Đây còn một người khách đây nè. À đúng rồi đó. Khách vô quán là phải tiếp đón cho đàng hoàng. Muốn ăn cái gì? Trời ơi. Hôm nay muốn ăn gì? Đến cứ nói ra đi. Hồi quán thiếu lắm xin mời. Chào mừng quý khách tới đây. Yeah. Tôi chưa kịp là khác bài nữa vui à. Trơn mà thấy điều bà chủ bấm muốn ăn thịt tôi trước. Không có, không có, không có. Em thấy vui quá thì tụ hợp nãy giờ hả? Gì chút đàn đốm gì chứ mà hay nè. Bây giờ mình thi gì? Nó nói về thử thách về âm nhạc đi bà chủ. Ừ. Thích hát đúng không? À. Hồi xưa là ban nhạc đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Hát đi bà chỉ. Ra thể lệ bây giờ là. Bây giờ hát nè. Hát cái chữ là cái chữ đầu của bài này là cái đích của bài kia. Biết. Nói ví dụ như nhớ mùa chôm chôm trước, mùa chôm chôm kỷ niệm là cái bài sau phải với N. À rồi N. Rồi. Nhớ ơi là nhớ gì đó, thí dụ vậy bây rồi, giờ. Rồi là... chơi luôn. Ủa? Hả? Cái gì vậy? À ta lượm được cái hình vợ mày nè. Trời ơi. Đẹp ghê. Ờ đẹp quá. Hồi xưa nó đẹp. Ờ giờ cũng còn đẹp hết chứ. Đẹp. Anh quay lại ăn luôn hả? Quá luôn, vô thử thách luôn. Ủa thử thách gì? Thử thách hát. Rồi bắt đầu ha. Bắt đầu ai trước? Mình trước đi. Ông chủ. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Thành thành phố buồn. Nhớ không em. Ngày chủ nhật, ngày của đời mình. Mình 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anh đã yêu em một người.
trồng toàn những cây dễ thương. Nào là hoa, là rau, là lúa, còn ba trồng toàn cây là dễ sợ. Cây dù xì, cây lại có gai. Mày bỏ ban nhạc là đúng rồi. Kệ người ta. Hát mà bất chấp giai điệu luôn. Thôi kệ, biết sao đúng thôi. Hát đi, hát đi. Xong thua. Chữ tay, chữ tay. Thưa thầy, em đã thuộc bài học sáng nay. Trên bài vàng có bụi phân trắng bay bay trên tóc thầy. Chữ tay đó kìa. Hai, ba. Tình là tình nhiều khi không ba có. Tình là tình nhiều lúc có như không. Không, không, không. Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, không. Tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi. Trời ơi, nó đông tùm lum tà la chưa. Ôi, 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 ôi. Ôi, 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 có đâu à. Ôi, nở dòng sông chứng thần ông. Sáng sớm em hái hoa hồng bán cho bao người. Chị gò mà, chị gò mà, chị gò đúng rồi. Qua bến nước xưa, qua bến nước xưa, dáng em gầy gầy. Rồi chú gò, chú gò. Chú gò mùa thu, mẹ ru mà con ngủ. Nam canh chạy, thức đủ vừa. Nam, nam. Nam anh em cho một chiếc xe tăng. Trời ơi. Xe tăng, xe tăng. Trời nhẹ dâng lên cao, hồn tôi tựa như bóng chim. Vợ tôi cánh mềm. Son đô mì mì la pa son. Tụi sò nữa cho chết. Thất bại đi, mất phần thắng này tới sáng không ai được. Thì được đâu. Hát rồi tới sáng thì cũng anh em tụi tôi á, mấy chục năm mới gặp lại. Bây giờ tôi là bầu số tới đây để gặp lại bạn bè để giải tỏa cái chuyện hiểu lầm hồi xưa. Đúng rồi. Bây giờ tôi làm bầu show rồi, tôi không có làm ban nhạc nữa. Thấy chị hát hay quá, muốn mời chị về hát cho mau rã đoạn. Không, tại tôi muốn mời chị về hát cho mau rã đoạn. Trời ơi, thì tôi ngán ngẩm cái nghề bầu show dữ lắm rồi. Nói nào ngay, bây giờ anh em cũng giải tỏa được rồi. Cũng cảm ơn cả gia đình, cảm ơn Tài, cảm ơn Nghĩa nha. Rồi, hy vọng là anh em chúng ta vẫn là một nha. Vậy đi ha. Kỷ niệm ngày vui, mình hát vòng bài cho tôi tự giả luôn. Rồi, hát luôn. Quá. Rồi, vô, vô, vô. Đi. Rồi. Để tôi hát chính cho. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay thì tự nhiên Đại Nghĩa bình thường vốn là một cái người chuyên đưa những thực khách vào trong quán ăn của Hội quán Tiểu Lâm. Nhưng mà hôm nay có lẽ là một vị thực khách nào đó bận công việc không có tới được. Thành ra vô tình lạc chân vào cái quán này và đã diễn ra một cái câu chuyện như mà quý vị khán giả vừa mới thấy. Đây cũng là một cái câu chuyện có thật của một trong số những người nghệ sĩ của chúng tôi đây. Một câu chuyện đã xa, đã xưa lắm rồi, nhưng mà anh em chúng tôi cũng muốn gợi lại một chút xíu, xem như là để sống lại với những hồi ức, những cái kỷ niệm của ngày xưa. Hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả cũng sẽ đón nhận câu chuyện này một cách vui vẻ và thoải mái nhất. Còn bây giờ thì có lẽ là gia đình chủ quán của chúng ta hãy trở lại với công việc thường ngày của mình, trở lại với Hội quán Tiểu Lâm để chờ đón những vị thực khách khi họ quay trở ngược lại quán này và đưa ra những thử thách ngược vô cùng hóc búa. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hãy cùng chào đón thử thách ngược. Vinh sẽ khiến cho bà chủ quán phải đổ lệ, vừa quỳ vừa khóc vừa năn nỉ xin tha. Lăn lê bò càng và phải kêu là cứu tôi với, giống như là tụi tôi đã làm như vậy. Nhóm chúng tôi có lời nói muốn gửi đến Hội quán Tiểu Lâm. Hôm nay phải trả. Trả.
bạn. Sơn thần thủy quái, còn hôm nay không biết giờ là ai đây nữa. Thần y. Thần y. Cơ hội cho các bạn quay trở lại với hội quán Tiếu Lâm để đưa ra những thách thức ngược dành cho gia đình công chủ quán. Hồi nãy mình đã bị hành hạ khá nhiều rồi. Bây giờ thì các bạn hãy nghĩ ra những cái chiêu thức gì đó nó độc đáo nhất để mình có thể mình trả đũa lại họ, coi như là mình lấy lại cái công bằng của mình nha. Xin mời Sơn thần thủy quái và thần y đến với hội quán Tiếu Lâm ở thử thách ngược. Hôm nay muốn ăn gì? Hey, hey. Xin cứ nói ra đi. Hội quán Tiếu Lâm xin mời. Chào mừng quý khách đến đây. Sao? Khỏe ha? Sao quý khách căng thẳng quá vậy? Sao mà không vui vậy? Có gì mà hầm hầm quá vậy? À, bây giờ mọi người có thể quỳ xuống năn nỉ thì mọi chuyện bỏ qua. Còn thôi là những gì mà đau khổ nhất, mà nó là thảm khốc nhất, hay là cái những gì mà nó bí ẩn lên. Quỳ xuống thì bỏ qua hết rồi. Bỏ qua em nha. Rồi em quỳ. Hai người này quỳ là bỏ ra cho cô công chúa. Hai người này quỳ thì bỏ qua cho cô công chúa thì hai người này vẫn giữ lại hình phạt. Vậy là em được đi ra. Không, tôi bỏ qua cho bạn nhưng hai người này là không bỏ qua cho bạn. Vậy là bị lừa ra hả? Có gì xảy ra nơi đây? Yeah. Có hai lựa chọn, một là đứng bốn người ở đây, hai là chia ra mỗi bên đứng hai người. Gia đình lúc nào cũng phải đứng hai người này đứng ở đây đi. Đi qua đây với chị. Hay là nó nguy hiểm lắm. Bây giờ nó nguy hiểm lắm. Và trong ba chúng ta là ai sẽ làm trước? Mời Khanh. Hồi nãy hình như có vị công chúa nào là bắt ta múa để cho vị công chúa đó cười ha ha đúng không? Vị giả danh công chúa, nhưng mà người ta nói là con dại cái mang, cho nên giả danh hay là thiệt đều chấp nhận sự trừng phạt của ta bù lại cái sự hồi nãy. Hai người luôn. Hả? Bước ra đây. Em đồ phay mà. Phay hả? Nhìn mà thấy ghét luôn. Bây giờ hai người chỉ cần múa sao cho ta buồn, ta khóc hu hu là được. Múa cho ta khóc là ta sẽ bỏ qua hết. Trời ơi, hồi nhỏ em học múa nhiều lắm. Giỏi nhất là môn múa giỏ anh à. Không có công chúa mà có múa giỏ à? Dạ, em làm chàng công dễ lắm. Múa giỏ nhưng mà múa với Đức Vua và Hoàng hậu. Múa với Đức Vua Hoàng hậu làm sao cho ta buồn ta khóc là được. Múa với Đức Vua Hoàng hậu đi. Múa với Đức Vua và Hoàng hậu là sao cho tao vui tao. Múa giỏ cho Đức Vua và Hoàng hậu khóc. Trời ơi, mấy khúc khóc rồi đó. Mắc cười quá. Mắc cười quá. Cứ còn vụ khóc là yêu cầu mà. Mắc cười. Đã hết rồi. Không phải khóc lay chứ mà mắc cười. Là cuối cùng yêu cầu là gì? Múa giỏ cho Đức Vua Hoàng thuận khóc hay là múa giỏ cho hai người này Đức Vua Hoàng hậu khóc là lay cho mấy người cùng khóc luôn. Còn có người không khóc là không được. Đức Vua Hoàng thuận kìa, con hồi đó có đi học giỏ không? Lay cho mấy người khóc giùm đi. Qua đây giùm mấy người khóc. Thôi vậy bỏ đi. Bỏ đó đi. Tới huynh á, huynh phạt đi. Coi cái này nợ đi. Rồi Hậu kìa, Hậu là bạn này nè, bạn này tên Hậu đó. Tên Lan. Không, Hậu, Lan tính nha. Biết luôn á, mặc áo cặp luôn á. Đây là phần thưởng ta dành cho My. Trời ơi, Hoàng hậu mà My luôn. Trong vòng 10 giây, Hậu phải nuốt cái cục này. Không, Hậu phải nhai cho nát cái cục này, lè lưỡi ra cho ta coi nó đã nát. Và sau đó mới được nuốt. Nếu mà làm không được là nuốt thêm cục nữa. Đấy. Là tổng còn 4 cục. Sao vậy chứ? Hoàng thượng có trợ giúp không vậy? Không. Được. Hoàng thượng thích trợ giúp không? Không, không cho. Cho luôn. Bị 3 cục. Hoàng thượng sẽ là 3 cục. Nè. Hoàng thượng á, nếu mà ăn hết cục đó trợ giúp đi, ăn hết trái đu đủ đấy luôn. Trời ơi, bỏ đi. Đi ăn ra đi. Hù của ai người đó trả nha. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5. Đây. Lẹ lưỡi ra. Rồi nước. Chưa, đây nó còn trong này, nhưng nó còn trong này nè. Bây giờ
nửa cục này á, nửa cục này á có thể vừa nhai vừa hút sáo được không? Đúng. Ờ, nửa cục này là vừa nhai vừa hút sáo. Ờ, vừa nhai vừa hút sáo, sao đó nuốt. Sao đó nuốt. Ờ. Hello. Ờ. Nhai bỏ vô hết được rồi, hút sáo. Nhai. Chưa, nhai. Nhai tiếp. Nhai, cứ nhai. Khát nước quá. Cứ nhai mà tự thưởng nào. Rồi, nhai đi. Rồi, sao đi, rồi nhai. Rồi, nhai phải sai rồi. Còn. Sao, nhai phải sao. Còn 3 hộp, ăn vô. Còn 3 hộp. Mày ăn đi. Ăn mà. Sao đây. Có tiếng luôn kìa. Đồ kêu á. Ô, nhảy luôn hả? Trời hay quá, mà không ăn cái gì mà nhảy quá. Chưa dạ. Sao không lại, sao hồi nãy không chịu để nước cho người ta uống ác ghê rồi, đứng coi. Gì? Gì ăn xong nữa gì hả? Vậy? Chà. Chú ba nhớ không chú ba? À nhớ chứ, trời ơi. Tần Y đến đây để... Xóa nợ. Tần Y đến đây để giúp vui cho tất cả quý vị khán giả. Là nãy giờ mọi người đã ăn rồi. Chắc Du và Hoàng hậu nhảy đi. Tóc hồng chắc chết. Hai người vừa cắn cái dĩa vừa sẹt xuống như thế này theo điệu nhạc. Mỗi câu nhạc là phải xuống thấp hơn, không xuống thấp hơn là ba chúng ta sẽ đè cho thấp nhất. Lấy cây khỏ. Chéo xin một bài nhạc đi ạ. Không ra là khỏ nha. Rớt đĩa là phải khỏi. Đại Nghĩa phải đi giúp chồng. Trời ơi, chưa xử xong. Còn xử gì nữa? Thôi đủ rồi. Thấy coi bộ là gia đình này là cũng tiêu điều sơ sát vì những gì thực khách của chúng ta rồi. Bỏ qua giùm cho đi nghe. Bạn này nữa. Cho bạn này phạt bạn này luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Phạt tôi. Trời ơi, ra bên nhà. Cho khiên cái bàn. Cho bạn này khiên cái bàn nữa. Thôi. Cho tôi đi vô. Bỏ qua cho đi nghe, nãy giờ mình hành hạ quá, cũng bắt ăn, cũng bắt nhảy múa, cũng bắt sạc ngang, sạc chọc đủ hết rồi. Nó coi như là ân quán phân minh, rõ ràng sòng phẳng, không còn ai thù quán ai nữa nghe. Thưa quý vị khán giả, như vậy là hội quán Tiếu Lâm của chúng ta xin được phép đóng cửa tại đây. Chúng ta hôm nay có những vị thực khách đã đến chung vui cùng với quán chúng ta. Trước tiên là cô dâu Yến Trang, rồi sau đó là hai vị Sơn Thần Thủy Quái. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và gia đình trong hội quán Tiếu Lâm cũng sẽ có những phần quà lưu niệm dành tặng cho cả ba vị thực khách của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời các bạn. Kính thưa quý vị khán giả, như thế là tập 13 của chúng tôi hôm nay đã khép lại mùa 1 của chương trình hội quán Tiếu Lâm. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.